Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 391, uy hiếp. Ngô Bình, cô điện luôn cho anh ta đi. Đường Băng Vân, dù là anh ta làm thì cũng không nhận đâu. Ngô Bình, thế thì càng phải nói. Nếu tôi là Đường An thì sẽ đứng ngồi không yên, sau đó ra sức điều tra chuyện này ngay. Đường Băng Vân chớp mắt, sau đó gọi video cho Đường An. Điện thoại kết nối, một anh béo cười khà khà nặng ít nhất cũng trên 100 cân hiện lên màn hình. Băng Vân, gọi anh có việc gì thế? Mà em đang ở đâu? Trên xe à? Đường Băng Vân lạnh giọng nói, Đường An, tại sao lại sai người giết em, anh định phản bội Đường Môn à? Đường An ngẩn ra rồi nghiêm túc nói, Băng Vân, em nói linh tinh gì thế, chẳng lẽ em không hiểu tính cách của anh à, sao anh có thể phản bội Đường Môn được, và cũng không bao giờ sai người đi giết em? Em quên rồi à, hồi nhỏ có người bắt nạt em, anh còn đứng ra bảo vệ em đấy. Đường Băng Vân bắt đầu trầm mặc khi Đường An nhắc đến chuyện xưa. Cô chuyển hướng camera về phía người tài xế rồi nói, anh An, người này bảo anh là chủ của hắn. Đường An nhìn người tài xế rồi ngẩn ra, sau đó phẫn nộ, Đường Tập. To gan lắm, dám ám sát cô chủ, chán sống rồi phải không? Đường Tập ngẩn người rồi nói, sếp, rõ ràng anh đã ra lệnh thế mà. Đường An nổi điên, khốn kiếp, tôi ra lệnh cho cậu lúc nào? Đường Tập lấy một phong thư ra, bên trên có con dấu, hắn mở phong thư ra rồi nói, sếp, đây là nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được. Đường An sầm mặt nói, ngu dốt, có người vu vạ cho tôi mà cậu không nhận ra à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Băng Vân lạnh lùng nói, anh An, cách giải thích của anh không đủ thuyết phục. Đường An hít vào một hơi lạnh rồi hung dữ nói, Băng Vân, anh sẽ tra chuyện này rõ ràng, em cứ chờ tin đi. Đường Băng Vân, anh An, em tin anh. Ngô Bình cầm lấy điện thoại rồi nói, Đường An, người của anh đã đâm nát xe tôi, anh định đền thế nào? Đường An ngẩn ra hỏi, ai thế Băng Vân? Đường Băng Vân đỏ mặt, vì cô ấy vẫn đang ngồi trên đùi của Ngô Bình, anh ấy là Ngô Bình, bạn của ông đấy. Nghe thấy thế, Đường An ngạc nhiên nói, bạn của ông, không thể nào. Ngô Bình, chiếc xe ấy của tôi đắt lắm đấy, anh nhớ phải đền cho tôi. Đường An đen mặt, biết rồi, tôi sẽ đền cho cậu hẳn 2 cái. Ok, Ngô Bình cười nói. Đường Băng Vân, anh An, nếu có người cố tình gây chia rẽ bọn mình thì chắc anh đang gặp nguy hiểm đấy. Đường An cười lạnh, người có thể giết được Đường An này còn chưa ra đời. Băng Vân, em cũng phải cẩn thận đấy, nhớ giữ liên lạc với anh. Đường An ngắt máy, Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, Đường An này có thực lực ra sao? 7 năm trước, anh ấy đã tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi, còn giờ thì tôi không biết, Đường Băng Vân đáp. Ngô Bình thở dài, xem ra tôi bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành của nhà cô rồi. Nói rồi, anh tránh sang một bên cho Đường Băng Vân ngồi xuống hàng ghế đằng sau. Tôi sẽ cố nắm được thiên sát, chỉ cần làm được thì tôi có thể phản công lại. Ngô Bình, cô có thể lôi kéo thêm Đường An. Đường Băng Vân thở dài, giờ tôi không dám tin ai hết, Đường Môn đang tranh giành quyền lực dữ lắm, anh không thể tưởng tượng được đâu. Ngô Bình, vì thế dù ông cô có khôi phục tu vi thì chắc cũng không thay đổi được gì. Dứt lời, anh bảo Đường Tập tiếp tục lái xe, anh quyết định sẽ trưng dụng chiếc xe này luôn. Ngô Bình nói, Băng Vân, hành động của chúng ta rất bí mật, sao thuộc hạ của Đường An biết được vị trí của mình? Đường Băng Vân, trên người của đệ tử Đường Môn có định vị, tiện cho việc chỉ huy thống nhất nên anh ấy hoàn toàn có thể tìm thấy tôi. Ai chỉ huy? Đường An à? Đường Băng Vân, không phải Đường An. Là bộ phận quyền lực tối cao nhất có tên là Viện Trưởng Lão, do 9 trưởng lão thành lập. Ngô Bình nói, thế bảo sao mà chẳng loạn. Một lát sau, họ đã đến điểm nghỉ chân. Ở đây có xe mà Đường Băng Vân đã sắp xếp từ trước nên cả hai đã đổi sang xe này. Một tiếng sau, chiếc xe đã về tới nhà Ngô Bình. Lò luyện đan đã được để ở cổng, Hoàng Tử Cường đang đứng canh. Cậu chủ, thấy Ngô Bình đã về, anh ta vội ra chào hỏi, để đâu đây ạ? Ngô Bình, để tôi chuyển cho. Lò luyện rất nặng, một tay Ngô Bình cầm chân lò, tay còn lại ôm thân lò rồi hít thật sâu để nâng nó lên. Hoàng Tử Cường giật bắn mình rồi khen, khỏe quá. Đường Băng Vân cười nói, anh còn khỏe hơn cả bá vương của thời cổ đấy. Ngô Bình khiêng lò luyện vào sân rồi chuyển nó vào nhà dưới. Xong xuôi, anh dẫn Đường Băng Vân đi tham quan nhà, các thiết bị gia dụng đã được lắp đặt xong, đồ điện cũng đã được chuyển tới. Giờ chỉ còn chờ chọn ngày đẹp rồi dọn vào ở thôi. Đường Băng Vân, nhà đẹp đấy,
sau này anh ở đây hả? Ngô Bình, ừ, cả người nhà của tôi nữa. Hoàng Tử Cường đi tới nói, cậu chủ, La Duy Khang đã tới tìm tôi 3 lần rồi, để nghe ngóng xem bao giờ cậu về, xem ra có việc gì gấp lắm. Thế à, Ngô Bình gật đầu, bảo là tôi đang ở nhà. Vâng, Hoàng Tử Cường đi ra ngoài gọi điện ngay. Giờ đã hơn 10 giờ tối, Hoàng Tử Cường nói vài câu trong điện thoại rồi chuyển máy cho Ngô Bình. La Duy Khang lịch sự nói, cậu Ngô, nghe nói cậu về rồi, nếu tiện thì mai tôi đến chơi được không? Ngô Bình cười nói, có gì thì Phó Chủ tịch nói qua điện thoại luôn đi. La Duy Khang trầm mặc một lát rồi nói, dù tôi mới chỉ gặp cậu Ngô vài lần, nhưng luôn rất nể phục cậu. Giờ tôi đang gặp chút chuyện nên muốn nhờ cậu giúp. Ngô Bình, hả, Phó Chủ tịch gặp chuyện gì thế? La Duy Khang, Hàn Thiên Dũng có vấn đề nên đang bị cấp trên điều tra. Bao năm qua, tôi tận tụy với việc nước, tôn trọng pháp luật, công chính liêm minh, nhưng lần này chắc khó thoát khỏi liên lụy. Hàn Thiên Dũng đã sai tôi làm nhiều việc, tuy tôi không đồng tình, nhưng không thể thoái thác được. Ngô Bình có ấn tượng khá tốt với La Duy Khang nên cười nói, cây ngay không sợ chết đứng, ông sẽ không sao đâu. La Duy Khang mừng rỡ, biết Ngô Bình nói vậy là mình thoát nạn rồi. Ông ấy nói tiếp, cảm ơn cậu Ngô, hôm khác tôi sẽ đến nhà cảm ơn cậu. Cùng lúc đó, điện thoại của Ngô Bình cũng đổ chuông nên anh nghe máy mình. Tốt nhất đừng dính vào chuyện của Đường Môn, không sẽ liên lụy cả nhà đấy, một giọng nói u ám vang lên trong điện thoại. Ngô Bình nổi giận rồi gằn giọng, nhờ câu nói này là người đứng sau lưng mày sẽ bị tiêu diệt. Ha ha, nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì cứ chờ hốt xác người nhà đi, dứt lời, bên đó đã ngắt máy. Chương 392, truy sát. Ngô Bình sa sầm mặt với vẻ hung dữ, tên đó dám lấy người nhà ra để đe dọa anh, điều này đã chạm tới giới hạn của anh rồi. Cuộc điện thoại ấy đã khiến anh bừng lửa giận. Anh Hàn, tra hộ em số điện thoại này, luôn nhé, Ngô Bình lập tức gọi cho Hàn Bạch. Đúng là Hàn Bạch có khác, chưa tới 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được kết quả rồi. Số điện thoại ban nãy dùng sim rác để gọi cho anh, nhưng không làm khó được Hàn Bạch. Anh ta đã lệnh cho nhân viên đột nhập vào kho lưu trữ của nhà mạng, để lấy thông tin của người sử dụng, đồng thời mượn đó để lần ra định vị của tên đó. Kết quả cho thấy người này đang ở huyện Minh Dương. Có được địa chỉ xong, Ngô Bình gọi Lạc Trường Sinh rồi nói, ông Lạc, tối nay hãy trông chừng ở nhà tôi. Lạc Trường Sinh, cậu cứ yên tâm. Ngô Bình nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, cô đi nghỉ đi, tôi đi rồi về ngay. Dứt lời, anh chạy đi ngay. Cương khí hộ thể xé rách không khí, phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm. Ngô Bình đang thi triển một thuật di chuyển tên là Phi Long Bộ của Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết, dùng cương khí xé rách không khí, làm giảm lực cản. Một khi thi triển thuật này thì sẽ di chuyển rất nhanh, trọng tâm chỉ có một điểm nhỏ nên rất tiết kiệm sức. Ngô Bình chạy như một mũi tên trong đêm, nếu có người đi trên đường thì chắc chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lao vụt qua, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Có 3 người đàn ông đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn trong phòng của một khách sạn ở huyện Minh Dương, một người có vết sẹo đỏ gần khóe miệng nói, thằng này không coi lời đe dọa của chúng ta ra gì, xem ra phải cho nó nếm mùi một chút rồi. Một tên khác mắt lác nói, tìm người nhà của nó rồi giết một đứa đi, đảm bảo sợ ngay. Tên có sẹo trên mép nói, lệnh của cấp trên là cho nó biết khó mà lui, nếu nó không biết điều thì trừ khử luôn. Lúc 3 người đó đang nói chuyện, Ngô Bình đang tìm mục tiêu ở từng tầng khách sạn. Cuối cùng, anh đã tới cửa phòng của 3 tên đó. Anh dễ dàng nhìn thấy mặt mũi của họ nhờ khả năng nhìn xuyên thấu, cả 3 người này đều là cao thủ. Kẽo kẹt, Ngô Bình vặn nắm đấm cửa rồi lèn vào. 3 người kia giật mình rồi nhìn chằm chằm ra cửa, khi họ nhìn rõ Ngô Bình là ai thì đều tỏ vẻ khó tin. Là mày, Ngô Bình gần giọng nói, là mày vừa uy hiếp tao đúng không? Tên có sẹo trên méo cười lạnh nói, đúng, mày có thể tìm thấy bọn tao nhanh như vậy chứng tỏ cũng giỏi đấy. Nhưng tao nói cho mày biết, mày không là gì với bọn tao đâu. Tên đó còn chưa nói hết câu thì đã bị Ngô Bình bóp cổ rồi đập mạnh xuống đất, căn phòng rung lên. Xương của tên kia đã gãy, hắn hộc máu rồi sợ hãi nhìn Ngô Bình, mày định làm gì? Ngô Bình lạnh giọng nói, dám lấy người nhà tao ra để đe dọa thì mày phải chết. Anh nhanh chóng điểm nhiều lần vào người tên đó rồi ném hắn xuống đất. Ngay sau đó, toàn thân hắn co quắp, xương tủy ngứa ngáy rồi la hét thất thanh. Nhưng hắn vừa kêu được một tiếng thì đã im bặt, sau đó chỉ há hốc miệng với vẻ đau đớn. Ngô Bình nhìn sang 2 tên còn lại rồi lạnh giọng nói, tốt nhất chúng mày đừng phản kháng, không sẽ chung kết cục với nó.
hai người kia đứng như trời trồng, vì tên có sẹo đang nằm co quắp như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang buộc chặt người hắn. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào hai tên đó, giờ hãy trả lời câu hỏi của tao, chúng mày là ai? Ai sai chúng mày tới? Một trong hai tên đó run rẩy đáp, cậu bạn, cậu không biết chúng tôi mạnh thế nào đâu, tốt nhất cậu đừng dây vào, không thì. Quỳnh! Ngô Bình đấm bay tên đó, làm gãy hết xương và lục phủ ngũ tạng của hắn ta, người đó ngã xuống như bùn nhão rồi chết ngay. Đến mày, trả lời đúng câu hỏi, anh lạnh lùng nói. Người kia sợ quá quỳ luôn xuống đất, đừng giết tôi sẽ nói hết. Chúng tôi là người của Hội Kim Long, là Long chủ lệnh cho chúng tôi cảnh cáo cậu. Hội Kim Long, Ngô Bình híp mắt nói, kể chi tiết ra xem nào. Người này chắc khá có địa vị trong bang hội nên hiểu rất rõ về tổ chức, gã lập tức kể hết cho Ngô Bình. Hội Kim Long từng do 7 gia tộc tộc Lâm rất mạnh cùng nhau xây dựng, mục đích họ thành lập bang hội này là để chống đối triều đình. Về sau, Hội Kim Long dần phát triển thành một tổ chức lớn mạnh hơn. Hội này có ở khắp các tỉnh, tổng bộ thì ở Hải Thành. Mấy người này đều là thành viên của hội ở tỉnh Ca, họ nhận được lệnh của Long chủ là uy hiếp Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, làm thế nào để gặp được Long chủ? Tên đó do dự rồi đáp, chúng tôi cũng không biết tung tích của Long chủ, nhưng chắc đại ca thì biết. Ngô Bình, tốt, đại ca các người đang ở đâu, để tôi đi tìm. Chương 393, trả thù không để qua đêm. Vẻ hoảng sợ lóe lên trong mắt người này, anh muốn tìm Long chủ thật ư? Ngô Bình cười khẩy, đây là chuyện của tôi, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Người đứng đầu của chúng tôi đang ở, hội quán tụ tài, của Thạch Thành, tên là Trình Triệu Thông. Ngô Bình hỏi, có số điện thoại không? Có. Gọi đi, Ngô Bình lạnh lùng nói. Người này do dự một hồi, cuối cùng cũng phải gọi cho Trình Triệu Thông. Điện thoại vừa kết nối, bên kia đầu dây đã vang lên giọng nói ồm ồm, danh con đó sợ rồi à? Người này nhìn Ngô Bình một cái, anh bèn giật lấy điện thoại, ý ông là tôi sao? Đối phương lặng im giây lát mới hỏi, cậu, chính là Ngô Bình. Ngô Bình đáp, là tôi đây. Người ra lệnh cho họ uy hiếp người nhà tôi chính là ông. Cậu bạn à, chúng tôi đã điều tra về cậu rồi. Cậu là thần y, nói thật lòng, chúng tôi muốn kết bạn với cậu hơn, bằng không thì đã chẳng dùng cách này để ép cậu tránh xa đường môn. Giọng của Ngô Bình lạnh như băng, phảng phất chút khinh bỉ, các người cho rằng một đại tông sư tiên thiên sẽ để các bọn rác rưởi như các người uy hiếp sao? Người nọ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, hóa ra cậu đã là đại tông sư. Xem ra tình báo của chúng tôi đã chậm trễ. Ngô Bình nói, rửa sạch cổ đi, tôi đến lấy đầu ông. Dứt lời, anh cúp máy. Ở hội quán tụ tài của Thạch Thành, một người đàn ông trung niên gầy thấp vừa thở ra nặng nề. Ông ta đang ngồi trên ghế tựa, thân mình lắc lư, vẻ mặt nghiêm trọng. Thông tin mà họ nhận được là vào một tháng trước, trong tình huống bình thường. Con người sẽ không thay đổi quá nhiều trong một tháng. Ai mà ngờ Ngô Bình có thể từ tông sư cảnh giới thần tiến thẳng đến tiên thiên kia chứ? Ông ta đang rất đau đầu. Với tư cách chi hội trưởng, ông ta cũng chỉ là cao thủ cảnh giới thần. Nếu Ngô Bình tìm đến đây, ông ta thật sự không đọ nổi. Ngập ngừng một lúc, ông ta nhấc chiếc điện thoại khác lên gọi điện. Ông ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ cung kính, Long chủ. Có biến, người kia là đại tông sư tiên thiên. Báo cáo xong, ông ta nói tiếp, Long chủ, rất có khả năng người này sẽ đến giết tôi, sao ạ? Tả, Hữu hộ pháp đang ở Thạch Thành ư? Tốt quá rồi, có hai vị hộ pháp ở đây, tên kia chết chắc. Vâng, tôi hiểu rồi ạ, Trình Triệu Thông vội vàng đáp, chờ một hồi lâu mới chậm rãi đặt điện thoại xuống. Gương mặt ông ta thấp thoáng nụ cười, chuyện đáng lo đã được giải quyết. Tả, Hữu hộ pháp của Hội Kim Long đúng lúc đều đang làm việc ở Thạch Thành. Một lúc nữa sẽ đến đây. Nếu Ngô Bình đến thì chẳng khác gì tự sa vào lưới, cách cái chết không còn xa nữa. Ông ta tự tin như vậy vì Tả và Hữu hộ pháp đều là cao thủ cấp võ vương, cũng là nhân tiên. Nhân tiên, tiên trong nhân đấy. Ứng biến, tốc độ, sức mạnh đều vượt xa người thường. Có họ ở đây, dù là 100 Ngô Bình, ông ta cũng không sợ. Tại huyện Minh Dương, khi Ngô Bình về nhà, Đường Băng Vân và Lạc Trường Sinh đều đã chờ anh trong viện. Ngô Bình, giải quyết rồi chứ, thấy Ngô Bình đi đến cửa, Đường Băng Vân hỏi. Ngô Bình sải bước tiến đến, toàn thân bốc hơi nóng, trên bề mặt da có một lớp hơi nước, như vừa tắm nước nóng vào mùa đông vậy. Băng Vân, ông Lạc, chúng ta đến Thạch Thành giết người. Đường Băng Vân không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, được.
Lạc Trường Sinh cười bảo, giết người à, tôi thích. Lấy sát kiếm, đem theo ám tiễn. Chẳng bao lâu sau đã có một chiếc trực thăng bay đến trước viện. Cả ba nhảy lên máy bay để đến Thạch Thành. Máy bay thuộc sở hữu của Thiên Long. Ngô Bình là trưởng nhóm Hắc Thạch, có quyền sử dụng bất cứ lúc nào. Đây là máy bay trực thăng quân sự có tốc độ tối đa lên đến 400 km, bay từ huyện Minh Dương đến Thạch Thành chỉ mất chưa đến nửa giờ. Nửa giờ sau, cả ba đã xuất hiện ở tầng thượng hội quán tụ tài. Đang là sáng sớm mà hội quán vẫn rất náo nhiệt, ồn ào tiếng nói cười. Trên tầng 6 của hội quán, Trình Triệu Thông đang chờ tả, hữu hộ pháp đến. Ông ta cứ nghĩ rằng dù Ngô Bình muốn trả thù mình thì cũng phải chờ đến ngày mai. Nhưng ông ta đã sai. Ngô Bình đến rồi, mà còn đến cực kỳ nhanh. Khi cánh cửa phía sau bị đẩy ra, Trình Triệu Thông cau mày, tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi vào đây phải gõ cửa. Ông ta vừa dứt lời đã thấy vai mình nặng trịch rồi trở nên đau nhức vô cùng, như bị kìm sắt kẹp chặt vậy. Trình Triệu Thông kêu lên đau đớn, ai đó? Một gương mặt chậm chậm xuất hiện trước mắt ông ta, là Ngô Bình. Cậu là Ngô Bình, Trình Triệu Thông bàng hoàng. Người này mới gọi điện cách đây nửa giờ mà giờ đã tìm đến tận cửa rồi ư. Ngô Bình không trả lời. Anh ấy kim châm ra, đâm từng cây vào cơ thể đối phương, vừa đâm vừa hỏi, có một cách có thể khiến cơn đau của một người nhân lên gấp trăm lần. Số ông may mắn lắm, sắp được trải nghiệm hiệu quả của nó rồi đây. Sắc mặt Trình Triệu Thông đã trắng bệch như tờ giấy. Ông ta run rẩy, cậu Ngô à, xin đừng kích động. Trước đây giữa chúng ta chắc chắn đã có hiểu nhầm. Ngô Bình nâng tay trái của ông ta lên, bị cắm mấy chục cây kim vào, ông ta không động đậy được, chỉ đành mặc anh giày vò. Ông là Trình Triệu Thông. Phải, tôi là Trình Triệu Thông, chi hội trưởng tỉnh ca của hội Kim Long. Nói đi, hội Kim Long các người làm gì? Trình Triệu Thông đáp, hội Kim Long do 7 đại gia tộc tu hành thành lập, mục đích là bảo vệ lợi ích của 7 gia tộc. Công việc của hội Kim Long chủ yếu là ám sát và tình báo, được tài trợ bởi 7 đại gia tộc. Ngô Bình hỏi, vì sao Kim Long lại đối phó tôi? Trình Triệu Thông cười khổ, tôi không rõ, tôi chỉ làm theo lệnh. Rắc, Ngô Bình bẽ gãy một ngón tay của ông ta. Trình Triệu Thông đau đớn há hốc miệng, ngũ quan rúng gió, một lúc sau mới gào lên thảm thiết. Ngón tay nối liền với tim, không ai chịu nổi đau đớn khi chúng bị bẻ gãy. Sự đau đớn ấy nhân lên gấp trăm lần còn khủng khiếp hơn, vượt quá sức chịu đựng của con người. Trình Triệu Thông phải mất mấy phút mới thấy đỡ hơn, mồ hôi lạnh túa khắp người. Vì căng thẳng quá mức nên các mao mạch dưới da bị vỡ ra, cả người đỏ bừng. Ngô Bình nhẹ nhàng lên tiếng, tôi hỏi lại lần nữa, là ai đã ra lệnh cho Kim Long đối phó tôi? Không ngờ Trình Triệu Thông đã bật khóc, tôi không biết ạ. Nhưng tôi đoán chuyện này có thể có liên quan đến đường thiên cơ của đường môn, vì người đó là anh em kết bái của Long chủ chúng tôi. Đường thiên cơ, Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, gọi điện cho Long chủ của ông đi. Trình Triệu Thông vội đáp, tôi không có tư cách này, trước giờ luôn là Long chủ gọi cho chúng tôi. Nghĩ cách, Ngô Bình lạnh lùng nói, mắt dán chặt vào tay còn lại của ông ta. Trình Triệu Thông dùng mình, đáp ngay, có cách ạ. Nếu gặp chuyện khẩn cấp, tôi có thể tìm cách liên hệ với cấp trên, rồi nói ra cách sử dụng. Ngô Bình lấy một món đồ hình chuông từ trong ngăn kéo và ấn vào nó. Thứ đó nhấp nháy vài lần rồi im bặt. Nửa phút sau, chuông điện thoại reo lên. Ngô Bình nhấc ống nghe, bên kia truyền đến một giọng nói đầy mạnh mẽ, chuyện gì? Ông là Long chủ, Ngô Bình hỏi. Chương 394, bay đến đây dập đầu xin lỗi. Đối phương im lặng vài giây, cậu là ai? Ngô Bình đáp, lá gan của hội Kim Long các người cũng lớn lắm, dám tuyên chiến với Thiên Long. Tốt thôi, trong vòng 10 ngày, tôi sẽ khiến hội Kim Long biến mất trên đời này. Đối phương nhận ra ngay, cậu là Ngô Bình. Ngô Bình cười khẩy, chuyển lời đến đường thiên cơ là tôi sẽ không để yên đâu. Người kia nhẹ nhàng đáp, đây chỉ là suy đoán của cậu. Mọi chuyện không liên quan đến đường thiên cơ, người muốn giết cậu là người khác. Là ai? Ngô Bình hỏi. Đây là chuyện làm ăn, tôi không thể nói, đối phương đáp, có điều cậu có thể liên lạc với tôi nhanh đến vậy, tôi rất khâm phục năng lực của cậu đấy. Nhắc nhở cậu một điều, trong mắt tôi, Thiên Long cũng chẳng đáng là gì. Thế à, vậy thần tướng Trương thì sao? Cũng không đáng là gì. Người kia sững sờ, im lặng cả buổi mới hỏi lại, cậu quen biết thần tướng Trương? Ngô Bình nói, tôi cho các người một ngày để bay đến Thạch Thành dập đầu xin lỗi tôi. Nếu không thì tự chịu hậu quả. Cậu Ngô à,
chờ đã, Ngô Bình không cho đối phương cơ hội nói hết câu đã cúp máy. Trình Triệu Thông rất đỗi kinh ngạc, Ngô Bình dám nói chuyện với Long Chủ như vậy ư, rốt cuộc anh là ai? Tim đánh thịch một cái, ông ta nói tả, hữu hộ pháp của chúng tôi sắp đến rồi. Lời vừa dứt, đã có hai bóng người bay vụt vào phòng như tờ giấy, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Đến nhanh đấy, một người cất lời, còn làm Trình Triệu Thông bị thương. Người kia nói, không cần nhiều lời, giết thôi. Nhưng khi họ vừa định di chuyển thì đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng. Họ chưa kịp định thần lại thì một luồng ánh sáng kiếm đã rơi xuống, đầu và thân mình của họ đã văng ra hai nơi khác nhau. Máu chảy đầy sàn, mùi máu tanh nồng khiến Trình Triệu Thông buồn nôn. Ông ta không phải là thấy kinh tởm, mà là sợ hãi. Hai võ vương bị giết chết chỉ sau một nhát kiếm ư. Anh thật sự là đại tông sư. Làm sao ông ta biết được, ấy là nhờ cao thủ như Lạc Trường Sinh âm thầm trợ giúp, bằng không Ngô Bình tuyệt đối không phải là đối thủ của hai võ vương kia. Giết hai người liên tiếp, Lạc Trường Sinh hờ hững nói, hai kẻ vô dụng, một chút phản kháng cũng không có. Đường Băng Vân cau mày, mùi máu ở đây nồng quá. Qua nơi khác nói chuyện đi. Đi đến trước mặt Trình Triệu Thông, anh nói, ông không phải chủ mưu, tôi sẽ tha cho hạng rác rưởi như ông. Dứt lời, anh rút châm trên người ông ta ra. Châm vừa rút ra, Trình Triệu Thông đã trượt từ trên ghế xuống, ngã rạp xuống sàn. Đổi sang phòng khác, Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, có khi nào là Đường Thiên Cơ không? Đường Băng Vân lắc đầu, Đường Thiên Cơ phụ trách khai quật và bồi dưỡng người mới ở Đường Môn, là một trong những thân tín của ông nội. Ngô Bình nói, thế là kẻ khác. Lạc Trường Sinh hỏi, nếu tên Long Chủ ấy không đến, cậu định làm thế nào? Tôi bảo rồi, diệt trừ hội Kim Long, Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, Trương Thiên Hoành trọng dụng tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép hội Kim Long đe dọa đến sự an toàn của tôi. Anh đang nói thì Đoàn Long gọi đến, hình như anh ta đã biết chuyện, hội Kim Long đúng là gan to bằng trời, dám động đến cậu. Ngô Bình khẽ hỏi, sao anh biết vậy, anh Long? Đoàn Long cười đáp, ông chủ của hội Kim Long gọi cho anh. Bọn anh có chút giao tình, người này muốn nhờ anh hòa giải giúp. Ngô Bình nhíu mày, hòa giải. Bọn họ điều tra em, biết rõ em là người của Thiên Long mà còn dám ra tay với em. Đây là giao tình của các anh ư. Đoàn Long đáp, thật ra người này không biết cậu là người của Thiên Long, bằng không sẽ không dám hành động như thế. Cậu nể mặt anh, bỏ qua chuyện này. Anh sẽ tìm dịp để hẹn đôi bên ra gặp nhau rồi kết bạn nhé. Ngô Bình cười hề hề, tất nhiên là em sẽ nể mặt anh Long rồi. Nhưng anh phải yêu cầu người kia nói kẻ nào đã ra tay với em. Nếu không nói, dù có anh Long đứng ngay sau lưng em thì em cũng san bằng hội Kim Long đấy. Đoàn Long lặng im một hồi mới đáp, được, anh sẽ cho cậu câu trả lời. Lời dứt rồi, Ngô Bình chờ thêm chừng 10 phút nữa, Đoàn Long gọi đến lần hai, người muốn đối phó cậu là Đường Thánh Khoa của viện trưởng lão Đường Môn. Người kia nhờ anh nhắc nhở cậu, Đường Môn là chốn thâm sâu khó lường, dù cậu có quen biết thần tướng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nói, đây là chuyện của em. Anh hãy chuyển lời giúp em, bảo rằng em rất mong chờ được gặp mặt. Anh cúp máy xong, mắt Đường Băng Vân lóe sáng, không ngờ là Đường Thánh Khoa. Ngô Bình hỏi, Đường Thánh Khoa là người thế nào? Một trong các trưởng lão của viện trưởng lão, bối phận còn cao hơn ông nội tôi. Đây là người rất khiêm tốn kín đáo, mấy chục năm nay không còn quản lý chuyện gì nữa, chỉ lộ diện vào những dịp quan trọng. Sao lại là Đường Thánh Khoa chứ? Ngô Bình, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chúng ta về thôi, Băng Vân, chị khỏi cho ông nội cô trước đã. Đường Băng Vân gật đầu, cả ba ngồi trực thăng trở về. Ở thủ đô, một thanh niên không rõ tuổi đang ngồi trước mặt Đoàn Long, khẽ thở dài, chú hai à, cấp dưới của chú hung hăng thật đấy, thẳng tay giết chết tả, hữu hộ pháp của cháu rồi. Cháu biết giải thích với bảy gia tộc thế nào bây giờ? Đoàn Long đáp, ai bảo cháu việc gì cũng nhận. Trước khi nhận lại không tra rõ lai lịch của Ngô Bình. Người này là kỳ tài nghìn năm có một, chú còn chẳng dám mạo phạm, thế mà cháu dám động đến cậu ấy. Thanh niên kia hỏi, chú hai à, tên này quen biết Trương Thiên Hoành thật à? Đoàn Long trả lời, chuyện cơ mật, những gì chú biết rất hạn chế. Nhưng đúng là Ngô Bình và Trương Thiên Hoành từng nói chuyện điện thoại. Mẹ nó, thanh niên nọ chửi tục, đúng là xui xẻo. Đoàn Thuần. Chuyện không vui giữa cháu và Ngô Bình phải được xóa bỏ, nên tìm cơ hội gặp nhau. Ngô Bình là người sống tình nghĩa, nếu cháu đối xử chân thành với Ngô Bình, cậu ấy nhất định sẽ không so đo chuyện cũ. Đoàn Thuần hơi đanh mặt, chú hai à,
chú không cảm thấy người như vậy là một mối đe dọa sao? Đoàn Long ngây người, như sực nhớ đến gì đó bèn nói, ý cháu là đại hội tiên truyền. Đoàn Thuần gật đầu, trong lứa thanh niên, cháu tự thấy mình không kém ai, nhưng hình như còn kém tên Ngô Bình này một chút. Đại hội tiên truyền chỉ có 3 vị trí. Sự xuất hiện của Ngô Bình đồng nghĩa với việc cơ hội được chọn của cháu giảm mất 3 phần. Đoàn Long trầm ngâm, cháu định làm gì? Đoàn Thuần nhẹ nhàng đáp, dùng khống tâm thuật của nhà họ Đoàn chúng ta để khống chế người này, tùy cháu sử dụng. Đoàn Long cau mày, khống tâm thuật của nhà họ Đoàn có vấn đề, dễ bị phản ứng ngược. Mà Ngô Bình là truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh. Đông Phật Tiên Sinh đã vào địa tiên giới, không dễ đắc tội. Đoàn Thuần cười hề hề, chú hai à, cháu cá tên này chắc chắn có bí mật. Lẽ nào chú không muốn biết những gì Ngô Bình học được đến từ đâu ư? Đoàn Long im lặng, không trả lời. Đoàn Thuần nói, chú hai à, Ngô Bình không biết quan hệ giữa chúng ta. Chuyện này cứ để cháu làm. Nếu thành công, chú cháu mình sẽ có lợi ích, thất bại cũng chẳng sao, cùng lắm là chúng ta ở thế đối đầu thôi. Đoàn Long nói, chuyện này cần cân nhắc cẩn thận, bàn sau đi. Lúc này, ba người Ngô Bình đã về đến huyện Minh Dương, đang là 3 giờ sáng. Trong nhà cũ, Ngô Bình quan sát lò đan, đoạn hỏi, dược liệu mà tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Chương 395, luyện đan. Đường Băng Vân gật đầu, chuẩn bị rồi, đều ở đây cả. Mọi thứ mà anh cần, bao gồm dược liệu quý hiếm như sâm núi hơn 500 tuổi, đều không dễ tìm, may mà đây không phải là chuyện khó khăn đối với Đường Môn. Ngô Bình nói, đứng trông chừng ở ngoài nhé, đừng để ai quấy rầy. Bây giờ, anh chuẩn bị luyện chế một lò quy nguyên đan. Quy nguyên đan này có thể giúp Đường Thiên Tuyệt chậm chậm hồi phục tu vi và trở lại địa tiên. Nhưng đây là lần đầu luyện chế đan dược, anh không chắc chắn có luyện thành công lò đan đầu tiên hay không. Luyện đan là thao tác cơ bản của người hành y. Trong ngọc bội có ghi chép liên quan, phiến ngọc cũng có truyền thừa đan đạo, nhưng dù sao cũng là lần đầu luyện chế. Tất cả đều dựa vào khả năng lý giải và ngộ tính của anh. Cấu tạo bên trong lò đan vô cùng tinh vi, quá trình luyện chế là những mắt xích liên kết nhau, phải dùng rất nhiều thủ pháp và bí quyết. Khó nhất là vấn đề hỏa hậu, ở điểm nút thắt, thời cơ đẹp nhất là 1/1000 giây, nếu bỏ lỡ sẽ ảnh hưởng đến công hiệu của đan, thậm chí viên đan sẽ trở nên vô ích. Trong quá trình luyện đan, mỗi khi đến thời điểm quan trọng, anh đều dùng năng lực nhìn thấu để quan sát tình trạng đan dược. Từ đó nắm chuẩn xác từng bước một. Không phải thầy luyện đan nào cũng có năng lực này. Cũng như các công cụ khác, trước khi sử dụng, lò đan cần tiến hành hâm và rửa, để than củi có thể cháy ở điều kiện tốt nhất. Nguyên liệu dùng để rửa chính là một cây sâm núi 300 tuổi. Sau hàng loạt thao tác phức tạp, khi lửa trong lò đạt điều kiện, anh lần lượt cho các dược liệu vào lò luyện đan, chính thức luyện chế. Bên ngoài, đám người Lạc Trường Sinh và Đường Băng Vân đều căng thẳng nhìn cửa phòng. Rất muốn vào xem nhưng lại sợ quấy rầy Ngô Bình. Lạc Trường Sinh nói, nếu cậu ấy luyện được đan dược, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp nơi. Đường Băng Vân giật mình, ông Lạc, chuyện này nên tạm giấu kín. Trước khi có đủ năng lực, quá nổi tiếng không phải là chuyện tốt đối với Ngô Bình. Lạc Trường Sinh gật đầu, cô Đường nói cũng phải. Đến khi cậu ấy trở thành võ vương, võ thần rồi vang danh thiên hạ cũng không muôn. Đường Băng Vân cảm thán, không ngờ anh ấy còn là thầy luyện đan. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết, tôi cũng không tin. Lạc Trường Sinh cười nói, đúng đấy, thầy luyện đan chỉ có trong truyền thuyết. Cô Đường à, cô rất may mắn. Đường Băng Vân đỏ mặt, may mắn gì chứ? Lạc Trường Sinh nói, cậu ấy rõ ràng rất thích cô Đường. Có cậu ấy tương trợ, cô Đường có triển vọng trở thành địa tiên. Đường Băng Vân hừ giọng, ai thèm anh ấy tương trợ chứ? Lạc Trường Sinh nghiêm túc nói, cô Đường. Có lẽ cô hiểu giá trị của thầy luyện đan hơn tôi. Thời còn trẻ, tôi từng quen biết một vị thầy luyện đan. Vị ấy chỉ có thể luyện chế vài loại đan dược đơn giản, mà đã được cả đám địa tiên, nhân tiên và mọi người xung quanh tôn kính và nịnh nọt. Hay, phong thái ấy chẳng khác gì bậc vua chúa. Đường Băng Vân chắc nịch, năng lực luyện chế của Ngô Bình sẽ không chỉ dừng ở vài loại đan dược. Lạc Trường Sinh đáp, vậy nên, sự lựa chọn ban đầu của tôi cũng rất sáng suốt. Lúc này, Lạc Mộng Trần đi đến, vừa đưa một ấm trà mới pha cho Lạc Trường Sinh vừa hỏi, ông ơi, anh Ngô Bình đang làm gì vậy ạ? Đường Băng Vân cau mày, cô gái này hình như có ý với Ngô Bình. Lạc Trường Sinh đáp, cậu ấy đang luyện đan. Rồi ông ta giới thiệu, cô Đường, đây là Lạc Mộng Trần, cháu cố của tôi, đại cổ đông của tập đoàn Sanio.
Tôi đã giao con bé cho cậu Ngô Bình rồi, mong cô không ghen. Đường Băng Vân cười khẩy, ông giao cô ấy cho Ngô Bình thì liên quan gì đến tôi? Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng nói, cô Đường đừng giận. Trước khi cậu ấy trưởng thành, thật ra rất cần sự hỗ trợ của tôi. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ hồi phục tu vi thời đỉnh cao. Đến khi ấy, tôi không dám chắc rằng mình sẽ tung hoành thiên hạ, song chỉ ít có thể bảo đảm cậu ấy không bị ai ức hiếp. Đường Băng Vân im lặng, dĩ nhiên cô ấy biết, bây giờ Ngô Bình là miếng bánh thơm ngon, nếu hành động chậm chạp thì cô gái khác sẽ nhanh chân đến trước. Cô ấy chợt nghĩ, liệu có nên tìm cơ hội giành Ngô Bình trước để tránh đêm dài lắm mộng hay không? Trong phòng đan, Ngô Bình hồi hộp nhìn chằm chằm vào lò đan. Thấy thời cơ đã chín muồi, anh bèn vươn tay vỗ lên lò đan. Ba luồng khí màu xanh trắng bay ra, anh vươn tay đón lấy. Khí ngưng tụ thành ba viên đan trong lòng bàn tay anh, to bằng viên bi anh chơi lúc bé, tỏa ra mùi thơm nhạt. Anh nhìn một lúc, mắt sáng rỡ, lẩm bẩm nói, đan thành phẩm bậc ba, tốt lắm. Đan dược chia thành ba cấp, không thành phẩm, thành phẩm, thượng phẩm. Đan thành phẩm chia từ bậc 1 đến bậc 5, trong đó, bậc 1 có chất lượng tốt nhất. Lần đầu anh luyện đan mà luyện được đan bậc 3 đã là rất tốt rồi. Đường Băng Vân chuẩn bị nhiều dược liệu, anh bắt đầu luyện chế lò đan thứ 2. Có kinh nghiệm rồi nên lần này anh thạo hơn hẳn, đã lần lượt bù đắp những điểm còn thiếu sót trước đó. Lần mở lò thứ 2 có 4 viên đan, còn là đan thành phẩm bậc 2. Tuyệt, đan bậc 2 đã là rất tốt rồi, anh mỉm cười. Cầm 7 viên đan rồi đẩy cửa bước ra. Đường Băng Vân vội vàng chạy đến hỏi, sao rồi? Luyện được 2 lò, hiệu quả khá ổn, nói đoạn, anh đưa lọ đan cho Đường Băng Vân, trong này có 7 viên quy nguyên đan, mau sai người đưa cho ông nội cô đi. Cách 7 ngày uống 1 viên, sau 49 ngày, có lẽ ông nội cô sẽ phục hồi tu vi. Đường Băng Vân mừng rỡ đáp, tôi sẽ đích thân đi, anh ở đây đợi tôi nhé. Lúc này trời vừa hửng sáng. Đường Băng Vân ngồi trực thăng đến sân bay gần nhất. Cô ấy muốn về Thục càng nhanh càng tốt để tận tay đưa đan dược cho ông nội. Sau khi tiễn Đường Băng Vân, Ngô Bình lập tức cảm thấy uể oải vô cùng. Luyện đan đúng là rất mệt, cả tinh thần và thể xác đều không chịu nổi. Anh Ngô Bình vất vả rồi, Mộng Trần có thể xoa bóp giúp anh, xua tan mệt mỏi. Ngô Bình cười bảo, được, tôi cũng phải nghỉ ngơi một lát. Vào nhà, Lạc Mộng Trần xoa bóp cho anh một lúc. Anh đã ngủ say. 6 giờ rưỡi, Ngô Mi thức dậy, biết anh trai đã về nhà nên định đi gọi anh. Lạc Mộng Trần vội nói, Tiểu Mi à, tối qua anh trai em không được nghỉ ngơi nhiều, để anh ấy ngủ thêm một lúc nhé. Ngô Mi lập tức ra vẻ em hiểu mà, đoan nói, chị Mộng Trần à, tối qua hai anh chị đều không ngủ ạ. Lạc Mộng Trần đỏ mặt nói, Ngô Mi, em hiểu nhầm rồi. Ngô Mi cười hì hì, chị không cần giải thích. Em đâu còn là trẻ con, em hiểu cả mà. Trương Lệ trừng mắt với con gái, con đừng nói lung tung, rồi vừa nhìn Lạc Mộng Trần vừa cười ha ha, ánh mắt như thể nhìn con dâu vậy. Lạc Mộng Trần càng thấy ngại hơn, cô ta ở nhà Ngô Bình suốt khoảng thời gian này nên đã sớm thân thiết với Trương Lệ và Ngô Bình, đôi bên thân thiết như người một nhà. Ngô Mi đã đến trường, đến 10 giờ, Ngô Bình mới thức dậy, Lạc Mộng Trần vội vàng xuống bếp chuẩn bị món ăn cho anh. Sau khi Ngô Bình tắm rửa xong, bàn ăn đã bày đủ loại món ăn phong phú. Ngô Bình đúng là rất đói, bắt đầu thưởng thức món ngon một cách thỏa thuê. Anh vừa ăn vừa hỏi, Hoshi và Mio đâu rồi? Dạo này họ vẫn luôn luyện đoàn thể thuật, tiến bộ rất nhiều. Hôm qua tôi vừa bảo họ làm nhiệm vụ rồi. Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ gì thế? Lạc Mộng Trần đáp, về Đông Doanh, truyền lại ý của ông tôi, hệ thống người của chúng tôi giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Sanio. Chương 396, không bằng súc vật. Ngô Bình không biết nhiều về chuyện của tập đoàn Sanio, nên chỉ gật đầu, không nói gì. Ăn xong, anh ra sân đi dạo. Ông ngoại đang đánh cờ với ông Kim hàng xóm, bà ngoại thì đút đồ ăn cho Đông Hoàng. Hóa ra mới sáng sớm Đông Hoàng đã đến rồi. Cương Tư đến Thạch Thành từ sớm và đưa Đông Hoàng theo. Bình thường Đông Hoàng không để ý người ta, nhưng nó lại rất hòa hợp với bà ngoại anh. Ngô Bình cười ha ha. Ngồi cạnh ông ngoại rồi mách nước cho ông, chẳng bao lâu sau đã khiến ông Kim đối diện thua không còn manh giáp, giận dữ bỏ về. Ông ngoại đắc ý bảo, ông Kim này, đánh thua ông là tức giận, nước cờ rất tệ. Trình độ của ông ngoại hơn đứt ông Kim ấy, Ngô Bình nịnh nọt, đoạn nói, ông ngoại ơi, nhà cũ đã sửa gần xong rồi, hay hôm nay mình dọn về đó nhé. Ông ngoại lắc đầu, không vội, ông nhờ người ta xem lịch rồi, ngày mốt là ngày tốt,
ngày mốt rồi dọn. Vâng, Ngô Bình đáp. Tán gẫu với ông ngoại được vài câu, anh mới nhận ra Chu Nhược Tuyết không có ở đây, bèn hỏi Lạc Mộng Trần Chu Nhược Tuyết đâu rồi. Trước đó Chu Nhược Tuyết chuyển đến sống ở Đông Hồ, hôm nay không thấy đối phương nên anh thấy hơi lạ. Lạc Mộng Trần đáp, hôm qua cô Chu không về, gọi điện thoại cũng không được. Ngô Bình cau mày, không về ư, thế là anh gọi cho Hà Tất Sĩ, đối phương bảo Chu Nhược Tuyết xin nghỉ 3 ngày, hôm qua không đi làm. Anh thử gọi cho Chu Nhược Tuyết thì cô ấy lại tắt máy. Nghĩ một hồi, anh bèn lục số của em họ Chu Nhược Tuyết. Lúc trước Chu Nhược Tuyết có nhờ anh tìm công việc cho em họ, nên có để lại số điện thoại của cậu ấy. Bên kia bắt máy chỉ sau vài giây, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, xin chào. Ngô Bình hỏi, cậu là em họ của Chu Nhược Tuyết? Đối phương xứng ra, phải, anh là. Ngô Bình nói, tôi là bạn Chu Nhược Tuyết, tôi không gọi được cho cô ấy. Có phải cô ấy đã gặp chuyện gì hay không? Cậu ấy im lặng vài giây mới hỏi, có phải anh là Ngô Bình không? Ngô Bình đáp, đúng vậy. Đối phương thở phào, tốt quá. Anh Ngô Bình à, tôi là Phùng Trương, Chu Nhược Tuyết là chị họ tôi. Là thế này, bố tôi giới thiệu một người đàn ông cho chị ấy. Họ đi vào lúc 9 giờ, đến nay vẫn chưa về. Tôi gọi điện hỏi bố thì bố không nghe máy. Ngô Bình nhíu mày, giới thiệu một người đàn ông. Cậu ấy đáp, phải. Người đàn ông ấy hình như hơi ngốc, nhưng gia đình giàu có lắm. Tôi không đồng ý chuyện này nhưng lại không nói được bố. Anh Ngô Bình à, tôi biết địa điểm xem mắt của họ, bây giờ tôi sẽ nhắn cho anh. Ngô Bình nói, được, nhắn ngay địa chỉ cho tôi nhé. Nửa phút sau, Ngô Bình nhận được định vị từ Phùng Trương, bản đồ hiển thị địa điểm là biệt thự 4 mùa. Anh có chút ấn tượng về biệt thự 4 mùa. Ngô Bình đã biết nơi này hồi học trung học, đó là nơi ra vào của đại gia, giới nhà giàu đãi tiệc mời khách hay chính quyền chiêu đãi cấp trên, hầu hết đều tổ chức ở biệt thự 4 mùa. Đã 10 năm trôi qua, tuy biệt thự 4 mùa không còn nổi tiếng như xưa, nhưng vẫn là một trong những địa điểm ăn uống cao cấp trong huyện. Nhận được định vị, anh không chậm trễ nữa, lái xe đến biệt thự 4 mùa ngay. Biệt thự 4 mùa tọa lạc ở phía đông của huyện, biệt thự này không nằm trên núi. Bản chất nó là một khách sạn giải trí. Anh lái xe vào trong, trước mặt là một tòa nhà cao 15 tầng. Anh hơi cau mày, Chu Nhược Tuyết ở tầng nào đây? Thế là anh dùng tỷ thức để tìm kiếm mùi trong không khí. Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết từng tiếp xúc nên biết cô ấy dùng nước hoa gì, biết mùi hương chỉ cô ấy mới có. Bây giờ mũi Ngô Bình còn nhạy hơn loài chó gấp trăm lần, chẳng mấy chốc đã nắm bắt được một số phân tử mùi trong không khí. Anh hít hà. Lập tức vòng qua tòa nhà và đi ra phía sau. Sau tòa nhà này còn có một tòa nhà nhỏ màu đỏ, chỉ có 5 tầng và mười mấy phòng trên mặt đất. Càng đi về phía này, mùi hương càng nồng. Đến trước tòa nhà nhỏ, anh đã đoán được Chu Nhược Tuyết đang ở trên tầng. Trong một căn phòng ở giữa tầng 1, cửa hé mở, có hai người đàn ông trung niên vừa hút thuốc vừa trò chuyện, thi thoảng còn cười phá lên. Dù cách rất xa, Ngô Bình vẫn nghe được họ nói gì. Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh lam cười nói, ông chủ Hầu à, cháu gái tôi xinh xắn như vậy, sau này sinh cháu cho anh chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Ông chủ Hầu ngoài 50, dáng dấp không cao, vừa đen vừa béo. Ông ta ha ha cười bảo, con trai tôi từng bị ốm lúc bé, nhưng vẫn rất bình thường. Sau này chúng ta đã là người nhà, anh có chuyện gì cứ việc tìm tôi. Nghe đến đây, Ngô Bình đã đoán được một trong hai là người thân của Chu Nhược Tuyết. Người kia là phụ huynh của anh chàng xem mắt. Anh còn muốn nghe thêm một lúc, nào ngờ ông chủ Hầu chợt bảo, anh Phùng yên tâm, chuyện này mà thành, tôi sẽ đưa 2 triệu xính lễ cho anh. Người đàn ông trung niên kia chính là Phùng Kiến Dân, dượng của Chu Nhược Tuyết. Ông ta vui mừng nói, anh yên tâm, hôn sự này chắc chắn sẽ thành mà. Ông chủ Hầu đáp, để tôi lên đó xem sao. Não của con trai tôi không tốt lắm, phận làm bố như tôi phải dạy nó một chút. Dứt lời. Ông ta ra khỏi phòng, đi lên cầu thang. Ngô Bình vội vàng theo sau. Lúc này Phùng Kiến Dân đã nhìn thấy Ngô Bình. Song vì đây là nơi công cộng nên ông ta cũng chẳng quan tâm, vẫn ngồi đó cười híp mắt, nghĩ xem nên tiêu pha 2 triệu kia như thế nào. Ông chủ Hầu lên tầng 3, lấy chìa khóa mở cửa một căn phòng phía đông, rồi bước vào trong. Cửa vừa đóng thì Ngô Bình đến nơi. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để nhìn vào trong phòng. Lúc này Chu Nhược Tuyết đang nằm trên giường và ngủ rất sâu, xem ra đã uống thuốc ngủ. Bên cạnh cô là một chàng trai ngốc nghếch chừng 20 mấy tuổi, miệng chảy nước dãi, hai tay co quắp, đầu lắc lư, rõ ràng là di chứng bại não. Sau khi bước vào,
thấy con trai mình không làm gì còn Chu Nhược Tuyết vẫn ăn mặc chỉnh tề, ông chủ hầu cau mày nói, bố bảo con ngủ với nó mà con đang làm gì vậy hả? Chút chuyện nhỏ nhặt này mà con cũng không biết làm à? Rồi ông ta nhìn Chu Nhược Tuyết đang nằm trên giường. Chu Nhược Tuyết quá xinh đẹp, cô ấy còn mặc cảnh phục, nước da trắng ngần, gương mặt đẹp sắc sảo. Ông chủ hầu nuốt nước bọt, nói với vẻ mặt tham lam, con trai à, không thể để phí 2 triệu đâu. Ông ta vừa định giơ tay chạm vào Chu Nhược Tuyết thì cửa bị đẩy ra một cái rầm, có một bóng người xông thẳng vào. Ông chủ hầu còn chưa kịp định thần thì đã bị đá văng ra. Người lao vào tất nhiên là Ngô Bình, tuy anh đã nương nhẹ lực chân, song đây không phải là cú đá mà ông chủ hầu có thể chịu đựng. Ông ta gào lên thảm thiết, va mạnh vào bức tường đối diện, xương gãy lắc rắc, phun ra một ngụm máu tươi. Ngô Bình phớt lờ ông ta, anh dùng tay ấn vài cái lên người Chu Nhược Tuyết, cô ấy mới chậm chậm tỉnh dậy. Chu Nhược Tuyết xoa đầu, đột nhiên trông thấy Ngô Bình, rồi lại nhìn cảnh tượng xung quanh, lờ mờ hiểu được những chuyện vừa xảy ra. Cô ấy không nói gì mà ôm cổ Ngô Bình, khóc không thành tiếng. Chương 397, giải cứu Chu Nhược Tuyết. Ngô Bình khẽ thở dài đáp, Nhược Tuyết, không sao rồi, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Chu Nhược Tuyết càng khóc dữ hơn nữa, càng nghĩ lại càng sợ hãi. Hôm nay nếu Ngô Bình không đến kịp thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nếu như vậy, cô không biết mình liệu còn có thể sống tiếp được nữa không? Ngô Bình hỏi, Nhược Tuyết, sao cô lại đến đây? Chu Nhược Tuyết lau nước mắt, kể lại cho Ngô Bình nghe đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, hôm qua cô ấy nhận được điện thoại của bà cô nói rằng bao nhiêu ngày cô không về nên cả nhà rất nhớ cô, mong cô về nhà một hôm. Bà cô còn nói sẽ đối xử với cô như con gái ruột. Chu Nhược Tuyết mặc dù từng bị tổn thương nhưng là người dễ mềm lòng. Cô nghĩ dù gì cũng là cô ruột mình, cho nên cuối cùng đã đồng ý. Hôm qua tan làm xong cô đi tới nhà bà cô, ăn cùng người nhà họ một bữa cơm. Nhưng cô không thể ngờ sau khi ăn cơm xong đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ nên đã gục lên sofa ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại thì đã ở trên xe của Phùng Kiến Dân. Thấy cô tỉnh lại, Phùng Kiến Dân hoảng hốt nói đưa cô đi gặp chồng tương lai, nói gì mà để gạo nấu thành cơm. Chu Nhược Tuyết kêu lớn lên thì Phùng Kiến Dân lại chuốc thuốc cho cô ngủ tiếp rồi đưa cô đến đây. Ngô Bình đen mặt, đôi vợ chồng Phùng Kiến Dân này đúng là vô nhân tính. Bọn họ lại dám chuốc thuốc Chu Nhược Tuyết rồi đưa cô đến đây cho bố con ông chủ hầu kia trà đạp. Đáng chết, Ngô Bình giận dữ đi tới chỗ ông chủ hầu kia rồi dùng 7 loại ám khí với ông ta, khiến ông ta đau đớn tột độ, sống không bằng chết. Ông chủ hầu kêu rên thảm thiết rồi ngất đi. Sau đó Ngô Bình nhìn sang đứa con trai ngốc của ông ta. Thực ra cũng không phải là ngốc hẳn, chỉ là hậu di chứng của bệnh bại não. Tên ngốc cũng nhìn Ngô Bình rồi co rúm lại. Ngô Bình hừ một tiếng rồi mặc kệ anh ta, anh kéo Chu Nhược Tuyết ra khỏi phòng rồi trầm giọng nói, Nhược Tuyết, họ hàng của cô đang ở dưới, chúng ta đi nói chuyện cho rõ ràng. Chu Nhược Tuyết gật đầu, giờ cô đã quá tuyệt vọng về người nhà bà cô nên không muốn liên quan gì đến đám người này nữa. Khi xuống dưới tầng, Phùng Kiến Dân thấy Ngô Bình kéo Chu Nhược Tuyết ra thì ngẩn ra một lát rồi lập tức quát lớn, này, làm cái gì vậy hả, sau đó hùng hổ đi tới trước mặt Ngô Bình với vẻ mặt giận dữ. Bốp, Ngô Bình tát cho ông ta một cái nổ đom đóm rồi lạnh lùng đáp, đối xử với cháu gái mình như vậy mà được coi là con người sao. Phùng Kiến Dân ôm mặt, đứng sững ra một lát rồi mới gầm lên, mày dám đánh tao, mày. Bốp, lại một cú tát như trời giáng, Ngô Bình lạnh lùng nói, món nợ này tôi sẽ từ từ tính với ông. Từ giờ trở đi, nếu còn dám động tới Nhược Tuyết thì tôi sẽ khén ông phải ân hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Nói rồi. Anh gọi một cuộc điện thoại, chưa đến 10 phút sau, Hà Tất Sĩ đã đưa người tới. Ông ấy gật đầu rồi đi tới trước mặt Ngô Bình, hỏi, đội trưởng, ở đây có chuyện gì vậy? Ngô Bình thuật lại ngắn gọn sự việc, nghe xong, Hà Tất Sĩ vô cùng giận dữ, đạp cho Phùng Kiến Dân vài cái rồi quát lớn, thứ xúc sinh không đáng làm người. Còng lại cho tôi. Ngô Bình nói, ông Hà, thứ rác rưởi này phải trừng phạt thật thích đáng. Những việc còn lại tôi giao cho ông. Đúng rồi. Trên tầng có một ông già giờ đã tàn phế rồi, ông cứ mặc kệ ông ta. Hà Tất Sĩ, được, tôi hiểu rồi. Nói rồi anh kéo Chu Nhược Tuyết lên xe, lái xe rời khỏi biệt thự 4 mùa. Sau khi lên xe Chu Nhược Tuyết không nói nửa lời. Khi xe của họ đi qua một cây cầu ngắm cảnh, cô đột nhiên hỏi, Ngô Bình, có thể dừng xe lại một lát không? Ngô Bình dừng xe lại, dịu dàng hỏi, có phải cô khó chịu ở đâu không? Tôi muốn xuống xe hóng gió một lát, cô lý nhí.
Ngô Bình biết tâm trạng cô không được tốt nên xuống xe cùng cô. Hai người đứng trên cầu hóng gió. Hôm nay thời tiết không tệ, dưới cầu là con sông nước chảy cuồn cuộn, trời xanh mây trắng, thi thoảng có vài chiếc thuyền đi qua, cảnh đẹp như một bức tranh. Chu Nhược Tuyết hít thở không khí trong lành, sau đó đột ngột quay lại vòng tay qua eo Ngô Bình, vùi mặt vào lồng ngực, ôm chặt lấy anh. Ngô Bình không động đậy, chỉ dịu dàng nói, Nhược Tuyết, không sao rồi. Nói cho cô biết một tin vui, chuyện lần trước cô nói muốn lên tỉnh, tôi đã nhờ được người giúp. Có lẽ tháng sau sẽ có thông báo điều chuyển chính thức. Chu Nhược Tuyết rơi nước mắt, cô đã không còn người thân trên thế giới này, trong lòng cô đơn đến cùng cực. Thế nhưng, lồng ngực ấm áp, rộng rãi của người đàn ông này lại khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Cảm ơn anh, cô khẽ nói, sau đó kiễng chân hôn lên môi anh. Ngô Bình là một người đàn ông, anh sững lại một lát nhưng rồi cũng không đẩy cô ra. Nụ hôn kéo dài vài phút, đôi mắt cô nhìn anh như si mê, như có trăm ngàn điều muốn nói cho anh nghe. Ngô Bình khẽ thở dài, nói, Nhược Tuyết, chứ anh sẽ mời em ăn cơm, từ tối qua đến giờ Chu Nhược Tuyết chưa được ăn gì, có lẽ đã đói lắm rồi. Chu Nhược Tuyết khẽ gật đầu, Ngô Bình liền đưa cô tới một nhà hàng, gọi vài món đơn giản. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Biệt thự Đông Hồ số 3, Ngô Bình vừa về tới đã thấy mấy chiếc xe đỗ ở đằng trước, lại còn là biển ngoại tỉnh. Anh thoáng ngạc nhiên, là ai đến tìm mình đây nhỉ? Cương Tử nhanh chân đi xuống, nói, ông chủ, La Duy Khang đến. Còn đưa theo vài người tới, đều là những người có vẻ rất nguy hiểm. Ngô Bình gật đầu, nhanh chân rảo bước vào trong sân. Trong phòng khách, La Duy Khang đang đứng còn ở ghế trên có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đó tóc vuốt ngược về sau, mặc áo màu xám trông rất phong độ. Người đó thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, trông có vẻ rất khó chịu. Bên cạnh đó có vài người đang đứng, có lẽ đều là thủ hạ của người đàn ông kia. Còn người nhà của Ngô Bình đều ngồi co rúm ở một góc. Cảnh tượng này khiến Ngô Bình rất bực, rốt cuộc đây là ai mà ngang ngược vậy? Ngô Bình đi vào phòng khách, La Duy Khang vội vã chạy ra đón, nói cậu Ngô, tôi đến hơi mạo muội nhưng vì việc gấp nên mong cậu lượng thứ. Vị này là cá mập trong giới đầu tư Ngô Hữu Dung tiên sinh. Lần này ông ấy tới huyện thăm bà con, thế nhưng đột nhiên bị cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Tôi chợt nhớ ra y thuật của cậu vô cùng cao minh, cho nên muốn nhờ cậu xem bệnh cho ông ấy. Người đàn ông đang ngồi chính là Ngô Hữu Dung. Một thanh niên đứng sau ông ta bước ra, nói với Ngô Bình bằng giọng trịch thượng, cố mà chữa bệnh cho ông chủ của tôi. Chữa được bệnh, tôi sẽ thưởng lớn. Vậy sao? Ngô Bình mặt trương ra nụ cười. Hỏi tiếp, vậy các người thưởng được cho tôi bao nhiêu? Thanh niên kia xứng lại, không coi Ngô Bình là hạng tôm tép gì nên phẩy tay đáp, thưởng một năm thu nhập của anh thì sao? Theo anh ta nghĩ, thu nhập hàng năm của Ngô Bình giỏi lắm cũng chỉ vài triệu, mà số tiền này đối với ông chủ của anh ta thì chẳng khác nào ba cọc ba đồng, không đáng nhắc tới. Ngô Bình cười đáp, thật sao? Cho tôi một năm thu nhập thật chứ? Được, tôi nhận lời. Có điều ông Ngô, lời anh ta nói có tính không vậy? Ngô Hữu Dung đang khó chịu trong người. Ông ta nhìn Ngô Bình một cái rồi lạnh lùng nói, có tính, mau xem bệnh cho tôi đi. Ngô Bình mỉm cười, anh ngồi xuống bên cạnh Ngô Hữu Dung rồi bắt mạch thì phát hiện không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là do thời trẻ rượu chè quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược. Ông ta có bồi bổ cơ thể, nhưng phương pháp lại không đúng nên càng bồi bổ càng hại. Những vấn đề này tích tụ lại rồi hôm nay mới phát ra sau một cơn cảm lạnh. Bệnh này nếu không biết cách chữa thì sẽ để lại di chứng ho kéo dài. Ngừng một lát, anh nói, để tôi châm cứu cho ông sẽ phục hồi nhanh thôi. Nói rồi anh bảo Cương Tử mang bộ đồ châm cứu đến rồi châm cứu cho Ngô Hữu Dung. Cùng lúc đó, anh dùng chân khí tím để trị liệu, giúp ông ta lưu thông kinh mạch. 10 phút sau, Ngô Hữu Dung đột nhiên cảm thấy trong người vô cùng thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng như muốn bay lên. Ngô Hữu Dung sáng mắt lên, tấm tắc quả là một thần y. Chương 398, đến nhà nhờ chữa bệnh. Ngô Bình cười đáp, ông chủ Ngô, bệnh của ông đã khỏi chưa? Ngô Hữu Dung rất vui, ha ha cười đáp, khỏi rồi, khỏi hẳn rồi. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt rồi. Trước đó chúng ta đã nói, nếu tôi chữa được bệnh của ông thì ông sẽ cho tôi số tiền bằng thu nhập một năm của tôi. Ngô Hữu Dung hơi sững lại, nhưng sau đó gật đầu cười đáp, đúng vậy, mặc dù đó là thư ký tôi nói nhưng đã được sự đồng ý của tôi. Nói đi, thu nhập một năm của cậu là bao nhiêu? Ngô Bình cười đáp, để tôi tính xem sao. Anh lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán.
Lợi nhuận từ dự án Vịnh Bạch Long, cổ phần tập đoàn Đường Thị, nhà máy hóa chất nhà họ Chu. Anh cộng tất cả lại, một lúc sau, anh nói, tính ra thì là khoảng hơn 50 tỷ tệ. Tất cả đám người kia đều sững sờ, đến cả La Duy Khang cũng chết chân. Hơn 50 tỷ tệ một năm sao? Nụ cười trên gương mặt Ngô Hữu Dung tắt ngấm, ông ta lạnh lùng nói, bác sĩ Ngô, nếu cậu muốn lừa tôi thì cậu chọn nhầm đối tượng rồi. Sao lại gọi là lừa được? Là ông tự nói sẽ cho tôi thu nhập một năm mà, anh đáp. Thư ký của Ngô Hữu Dung giận dữ quát, đừng tưởng chữa bệnh cho ông chủ tôi xong thì đào mỏ thế nào cũng được. Nói cho cậu biết, chỉ một cú điện thoại của tôi là cho cậu vào tù ngay được. Ngô Bình đáp, oai quá nhỉ, thế thì, quỳ xuống đi. Gã thư ký hai chân đột nhiên mềm nhũn ra, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗi, ngẩn ngơ quỳ sụp xuống sàn. Ngô Hữu Dung kinh ngạc hỏi, cậu rốt cuộc là người thế nào vậy? Hoàng tử Cường lúc này mới lanh lùng chen vào một câu, đại tông sư Ngô Bình. Ngô Hữu Dung đã lăn lộn trên thương trường được đến ngày hôm nay, hiểu biết đương nhiên rất rộng nên hiểu được đại tông sư có nghĩa là gì. Ông ta hoảng hốt đứng dậy, nói, hóa ra là đại tông sư, tôi xin lỗi, trước đó là do tôi thất lễ. Ngô Bình, vậy được, còn 50 tỷ tệ của tôi không phải ông hứa lèo đấy chứ. Ngô Hữu Dung giận dữ chừng mắt nhìn tay thư ký, sau đó vội đáp, xin tông sư bớt giận. Nhưng tôi thắc mắc không biết thu nhập 50 tỷ này đến từ đâu. Ngô Bình đáp, ở tỉnh Ca đang có một dự án lớn, giá trị ước tính vào khoảng 200 tỷ tệ, có lẽ ông cũng biết phải không? Ngô Hữu Dung ngạc nhiên, lẽ nào tông sư cũng góp vốn vào dự án đó? Chương 399, ba hạt đậu hòe. Ngô Bình cười đáp, chỉ cần ông đồng ý thì tôi không ý kiến gì. Đúng rồi, vừa hay ông đang ở đây, để tôi giúp ông hỏi chuyện này luôn. Sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho Từ Bá Nhân, khách sáo chào hỏi vài câu rồi mới nhắc đến La Duy Khang. Từ Bá Nhân giờ đã là chủ tịch tỉnh, có quyền lực rất lớn. Nghe Ngô Bình nói vậy, ông ấy đáp, nếu La Duy Khang này thực sự liêm chính thì có thể trọng dụng. Dù gì trước đó đã làm phó huyện, có kinh nghiệm làm việc nhất định. Ngô Bình biết Từ Bá Nhân đã đồng ý việc này. Anh cười nói, anh à, tạm không nói chuyện này nữa, có thời gian thì tới huyện em chơi đi. Từ Bá Nhân cười ha ha đáp, được, có thời gian anh sẽ ghé qua. Sau khi cúp điện thoại, anh nói với La Duy Khang, chuyện của ông xong rồi đó. La Duy Khang mừng rỡ, đứng dậy hành lễ với Ngô Bình, vô cùng cảm ơn cậu Ngô đã cất nhắc. Ngô Bình đáp, La Duy Khang, huyện Minh Dương là quê hương của tôi. Tôi mong ông làm thật tốt, tạo phúc cho nhân dân ở đây. La Duy Khang nghiêm mặt đáp, Duy Khang nhất định không phụ kỳ vọng của cậu. La Duy Khang còn cảm ơn vài câu nữa rồi mới từ biệt Ngô Bình để ra về. Sau khi tiễn ông ấy về, Ngô Bình tới gõ cửa phòng Chu Nhược Tuyết. Vì vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuốc mê nên cô ấy vẫn vô cùng mệt mỏi. Lúc này cô ấy đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Chu Nhược Tuyết đang xem bộ phim mà Lâm Băng Tiên đóng chính. Cô ấy xem phim khá nhập tâm. Em thấy có ổn không, anh hỏi. Chu Nhược Tuyết lật người lại, đáp, vẫn ổn, chỉ là hơi buồn ngủ một chút. Sau đó như thể nhớ ra điều gì, cô đột nhiên ngồi dậy, nói, ban nãy em họ gọi điện cầu xin em tha cho cô chú một con đường sống. Ngô Bình nhìn cô hỏi, em nghĩ sao? Chu Nhược Tuyết cúi đầu đáp, việc họ làm rất sai, nhưng dù gì họ cũng nuôi em lớn. Em, Ngô Bình khẽ thở dài, vậy thì cứ làm theo điều em muốn nhé. Chu Nhược Tuyết gật đầu đáp, em họ em đang tới, thực ra em làm như vậy cũng là vì em ấy. Em ấy thực sự là người rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, Chu Nhược Tuyết đối xử với Phùng Trương như em trai ruột. Khi cô đi làm được tháng lương đầu tiên đã để dành tiền mua giày cho cậu ấy. Ngô Bình nhớ lại lúc đó, nếu không phải em họ của Chu Nhược Tuyết nói với anh sự thật thì anh không thể kịp thời giải cứu cô. Lúc đó chỉ cần muộn thêm một chút nữa là hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, thậm chí toàn bộ cuộc đời Chu Nhược Tuyết sẽ bị hủy hoại. Nghĩ tới đây, anh bảo cậu ấy tới đây đi, anh cũng muốn gặp cậu ấy. 10 phút sau, một chiếc ô tô đi vào trong sân nhà. Một cậu thanh niên trông khá đẹp trai, chừng ngoài 20 tuổi bước xuống xe. Cậu ấy để tóc xoăn, mặc bộ vest màu xanh. Chu Nhược Tuyết và Ngô Bình đứng ở cửa. Cậu thanh niên vội vã đi tới, gương mặt đầy vẻ có lỗi nói, chị à, em xin lỗi, em cũng không thể ngờ bố em có thể làm ra việc như vậy. Ngô Bình nhìn cậu thanh niên, hỏi cậu là Phùng Trương sao? Phùng Trương vội vã gật đầu, anh Ngô Bình. Chào anh, em là Phùng Trương. Ngô Bình, rất cảm ơn cậu trước đó đã nói với tôi sự thật.
những việc bố cậu làm cậu đều biết phải không? Phùng Trương cười khổ, lúc đó dù em biết chị Tuyết bị bố em đưa đi, nhưng em không ngờ ông ấy lại làm ra những chuyện đằng sau đó. Ngô Bình nhìn cậu thanh niên hỏi, cậu cảm thấy bố cậu có nên bị trừng phạt không? Phùng Trương cắn răng đáp, nên, anh Ngô Bình, chị Tuyết, cứ xử lý theo lẽ thường. Con người phải chịu hậu quả cho hành vi của họ. Ngô Bình đáp, chị cậu đã nói rồi, tạm thời sẽ tha cho bố cậu một con đường hoàn lương. Tôi hy vọng sau này bố mẹ cậu tránh xa cô ấy ra một chút, không cần họ hàng gì nữa cũng được. Phùng Trương vội đáp, em cảm ơn anh. Em biết anh là người tốt. Em thay mặt bố mẹ em xin lỗi chị Tuyết, nói rồi cậu ấy cúi người xin lỗi. Chu Nhược Tuyết vội vã dìu cậu đứng dậy, khẽ thở dài đáp, Trương à, đây không phải lỗi của em. Em không cần phải làm vậy. Phùng Trương nói bằng giọng oán hận, chị à, em đã quyết định ra khỏi nhà. Việc bố em làm quá mất mặt. Ngô Bình cười hỏi, ồ, cậu muốn ra khỏi nhà sao? Vậy cậu định đi đâu nào? Phùng Trương đáp, em định đến Hải Thành, ứng tuyển vào công ty luật xịn nhất ở đó. Ngô Bình hỏi tiếp, thế cậu có biết lái xe không? Phùng Trương gật đầu, em có biết, em lấy bằng lâu rồi. Ngô Bình, chỗ tôi đang thiếu một lái xe, sau này cậu làm lái xe cho tôi đi, lương tháng 12.000 tệ. Phùng Trương ngẩn người ra, lý tưởng của cậu ấy là trở thành luật sư hàng đầu, sao có thể đi lái xe cho người ta? Nhưng Phùng Trương vốn rất thông minh nên suy nghĩ một lát rồi lập tức đáp, được. Sau này em chính là tài xế của anh. Nghe Phùng Trương nói sẽ làm tài xế cho Ngô Bình, Cương Tử vội vã chạy tới hỏi, cậu chủ, còn tôi thì sao? Ngô Bình nhìn Cương Tử đáp, không phải cậu bảo còn phải kết hôn sao? Cương Tử và Tân Nguyệt đã đính hôn rồi, tháng sau là cưới. Cương Tử gãi đầu, nhưng cũng đâu cần tìm tài xế mới, kết hôn cùng lắm chỉ mất 3 ngày là cùng. Ngô Bình, vớ vẩn, kết hôn xong đương nhiên phải chơi cho đã. Tôi thả tự do cho cậu 3 tháng, ở nhà chăm vợ cho tốt. Cương Tử vô cùng cảm động, cậu ta biết Ngô Bình giữ Phùng Trương lại để lấp chỗ trống của mình trong 3 tháng. Cậu ta nói, cậu chủ, ngày tôi đám cưới nhất định phải tới nhé. Ngô Bình cười đáp, phí lời, đương nhiên tôi phải tới, không thì ai làm người chứng hôn cho cậu hả? Cương Tử làm việc vô cùng cẩn thận, cậu ta gọi Phùng Trương ra hướng dẫn lái từng loại xe trong nhà. Mỗi loại xe lại có đặc điểm khác nhau nên phải làm quen trước rồi mới có thể lên lái. Thấy Phùng Trương cặm cụi làm quen với xe, Chu Nhược Tuyết cười hỏi, lãnh đạo, sao anh lại thuê cả em họ em làm tài xế vậy? Ngô Bình đáp, anh cũng đâu thể giúp không cậu ấy. Cậu ấy làm tài xế cho anh vài ngày, anh sẽ trả lại cho cậu ấy một tiền đồ vô cùng rộng mở. Vậy không phải rất tốt sao? Chu Nhược Tuyết cười đáp, vậy cảm ơn anh nhiều nhé. Chu Nhược Tuyết vẫn còn buồn ngủ nên một lát sau đã quay lại phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình thì dắt Đông Hoàng đi dạo, bất giác anh lại đi tới khu vực gần nhà cũ. Khi Đông Hoàng nhìn thấy cây hòe trước cổng, nó đột nhiên đứng lại nhìn chằm chằm vào đó. Ngô Bình hỏi, sao vậy? Mày nhận ra điều đặc biệt sao? Đông Hoàng gật đầu. Ngô Bình, cây hòe này có thể sinh ra linh tính, vô cùng hiếm có. Đúng lúc này, trên cây hòe đột nhiên có 3 hạt đậu hòe phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt. Như thể có một sức mạnh thần bí nào đó ở bên trong. Đông Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên ngọn cây hòe, hai mắt phát sáng. Ngô Bình ngẩn người, mày đang nhìn gì vậy? Nói rồi, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy 3 hạt đậu hòe lấp ló trong những tán lá, tỏa sáng nhàn nhạt và phát ra hương thơm mê người. Anh giật mình, đưa tay ra ấn vào thân cây thì được cây hòe truyền cho một thông tin. Đại ý nói hạt đậu hòe này là do nó dùng tinh hoa tự mình tích lũy qua nhiều năm tháng để luyện ra. Hạt đậu hòe này ăn vào có tác dụng cực tốt đối với cơ thể con người. Ngô Bình sáng mắt lên, leo lên cây. Anh nhanh chóng hái mấy hạt đậu hòe xuống rồi nhảy xuống đất. Đông Hoàng giỏ cả dãi nhìn mấy hạt đậu hòe mà vẫy đuôi như thể rất muốn ăn. Nhưng Ngô Bình vội vã cất mấy hạt đậu hòe đi, nói, đừng có mơ, cái này là tinh hoa của trời đất tích tụ, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Tao phải để dành cho ông bà ngoại, không có phần cho mày đâu. Anh vừa cất mấy hạt đậu hòe đi thì một con mèo vừa to vừa béo, lông bóng mượt theo vách tường đi về phía đó. Nó ngước mắt nhìn lên cây hòe như thể đang tìm kiếm gì đó. Tìm kiếm một lát xong nó meo một cái rồi quay sang nhìn Ngô Bình chằm chằm. Con mèo đen này có lẽ cũng đã ngửi thấy mùi thơm của hạt đậu hòe. Meo, con mèo nhảy xuống từ vách tường, quay về phía Ngô Bình kêu một tiếng. Chương 400, cụ bà bí ẩn. Ngô Bình đảo mắt, nói, đi ra đi, tao không cho mày đâu.
Đông Hoàng cũng liếc nhìn con mèo đen, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ. Có thể khiến Đông Hoàng dùng ánh mắt như vậy nhìn nó, chứng tỏ con mèo này không đơn giản. Khụ khụ. Đột nhiên từ phía xa có tiếng ho, một bà cụ dáng nhỏ nhắn, già đến nỗi không thể già hơn, mặc bộ quần áo xám kiểu những người già hay mặc, đội một chiếc khăn mỏ quạ đen chậm chậm đi từng bước về phía đó. Tiêu Hắc, sao mày lại chạy lung tung rồi, bà ấy nói với con mèo bằng giọng vô cùng hiền hòa. Chú mèo đen kêu lên một tiếng đáp lời, sau đó chạy đến bên rụi vào người bà cụ vô cùng thân thiết. Bà cụ mỉm cười, ngẩng đầu nói với Ngô Bình, chàng trai trẻ, ngại quá, con mèo của tôi làm phiền cậu rồi. Ngô Bình nhìn bà cụ, anh cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi anh nhìn thấy đằng sau lưng bà cụ có một cánh cửa lớn màu đen. Cánh cửa đó đang đóng lại như thể nhốt một thứ gì đó vô cùng đáng sợ ở bên trong. Một khi thứ đó được thả ra thì nó có thể xé toạc bà cụ kia ra thành từng mảnh. Ngô Bình bước tới, khách sáo chắp tay chào hỏi, rất vui được gặp bà. Bà cụ mỉm cười đáp, chàng trai trẻ này mắt nhìn không tệ, có thể nhận ra tu vi của tôi. Chẳng trách Đông Hoàng lại đi theo cậu. Đông Hoàng, anh nhìn sang chú chó vàng to lớn bên cạnh mình. Đông Hoàng mặt rất mất kiên nhẫn, liếc nhìn bà cụ kia một cái rồi đi thẳng vào nhà cũ. Nó phải xem chỗ nào hợp lý để đặt cái ổ của nó. Ngô Bình hỏi, tôi nên gọi bà thế nào? Bà cụ đáp, đã rất nhiều năm không có ai nhắc đến tên hiệu của tôi nữa. Giờ đột nhiên hỏi tới, tôi cũng không nhớ ra. Để tôi nghĩ xem, 300 năm trước, người ta gọi tôi là Thánh Vu Tiên Tử, 200 năm trước họ lại gọi tôi là Vu Bà Bà. Sau này tôi mai danh ẩn tích, rất ít người biết đến tên hiệu của tôi. Ngô Bình vội vã đáp, thì ra là Vu Bà Bà, hậu bối thất lễ rồi. Vu Bà Bà cười đáp, chàng trai trẻ không cần lo lắng. Tôi tới tìm Đông Hoàng để xin đổi một thứ. Đổi xong tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình ngạc nhiên, trước đó Đông Hoàng cũng từng đổi đồ cho anh. Anh không khỏi tò mò hỏi, tiền bối, hình như có rất nhiều người tới đổi đồ với Đông Hoàng. Những thứ trên người nó đến từ đâu vậy? Vu Bà Bà nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt khó hiểu, cậu không biết sao? Ngô Bình lắc đầu, hậu bối không rõ. Vu Bà Bà gật đầu, cậu không biết cũng dễ hiểu thôi. Lai lịch của Đông Hoàng vô cùng thần bí. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào. Cũng không ai biết từ lúc nào người ta tới xin đổi trác với nó lấy thứ người ta muốn. Nhưng từ thời của tôi nó đã rất nổi tiếng. Mấy trăm năm nay, tôi đã đổi cho nó mười mấy món đồ, cũng có thể coi là khách hàng cũ của nó. Ngô Bình kinh ngạc, nói như vậy, Đông Hoàng ít nhất đã sống mấy trăm năm rồi. Vậy nó rốt cuộc là thứ gì? Vu Bà Bà nói xong liền quay lưng đi vào nhà cũ của anh. Ngô Bình biết bà ấy đang đi tìm Đông Hoàng để đổi đồ nên không đi vào theo. Con mèo đen ban nãy vẫn lượn lờ xung quanh anh, có vẻ vẫn rất muốn trôm mấy hạt đậu hòe của anh nhưng Ngô Bình không buồn đếm xỉa đến nó. Vài phút sau, bà cụ đi ra với nụ cười trên gương mặt, nói, chàng trai trẻ, từ giờ trở đi cậu chính là người trung gian của Đông Hoàng. Vậy nên tôi cũng phải theo quy tắc, cho cậu một phần lợi ích. Ngô Bình ngạc nhiên, lợi ích gì vậy? Vu Bà Bà mở lòng bàn tay ra. Bên trong có một tấm thẻ nhỏ bằng gỗ mun màu đen, đây là một món đồ của tôi. Sau này khi cậu gặp nguy hiểm có thể lấy nó ra. Nó có thể cứu mạng cậu một lần. Sau khi đưa miếng gỗ nhỏ cho Ngô Bình, bà cụ thong dong rời khỏi đó. Ngô Bình cầm thẻ gỗ nhỏ trong tay, đưa mắt nhìn theo bà cụ. Một người một mèo đi xa dần, bóng họ dần mờ đi rồi biến mất hẳn. Ngô Bình tiếp tục đưa Đông Hoàng đi dạo, từ nhà cũ đi về biệt thự Đông Hồ số 1. Sau khi về nhà, anh phát hiện ra Ngô Mi đã đi học về, đang ngồi chơi điện thoại trong phòng khách. Ngô Bình cười nói, Ngô Mi, em đi học về rồi đấy à? Chương 401, nhiệm vụ luyện đan. Ngô Mi nói, anh, khi nào anh mới đưa em đi chơi đây? Ngô Bình cười đáp, em muốn đi chơi ở đâu? Ngô Mi than thở, em có nhiều nơi muốn đi lắm. Ngô Bình đáp, được, hôm nào em được nghỉ lễ, anh đưa em đi du lịch. Ngô Mi hai mắt phát sáng, thật sao? Vậy chúng ta có thể mua một chiếc xe lưu động để đi du lịch không? Ngô Bình cười đáp, được, có điều lái ô tô đi du lịch thì mất thời gian lắm. Trước khi đến Tết, hình như em không có kỳ nghỉ dài nào nhỉ? Ngô Mi cười đáp, có chứ, em sắp phải tham gia trại toán học mùa đông, một thời gian nữa có thể chọn ở nhà ôn tập. Như vậy không phải sẽ có thời gian rồi sao? Ngô Bình chỉ đành đồng ý, nếu không Ngô Mi chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Được rồi, đợi em có thời gian, chúng ta sẽ tính chuyện đi du lịch ở đâu.
Ngô Mi rất ham chơi, đặc biệt là sau khi liên tiếp đứng đầu thì hứng thú với việc học bắt đầu giảm. Trong lúc đó, cô bé đã tự học 6 loại ngoại ngữ khác nhau, học bắn cung, bắt đầu sở thích siêu tầm. Hơn nữa, Ngô Mi đều là chuyên gia trong các lĩnh vực mình yêu thích. Ngô Mi mừng rỡ, anh tôi quá tuyệt. Ngô Bình nghiêm mặt lại hỏi, Tiểu Mi, những trường muốn tuyển thẳng em đã suy nghĩ kỹ chưa? Định tới học trường nào? Ngô Mi anh, em muốn học Đại học Thiên Kinh, chuyên ngành ngoại ngữ hoặc khảo cổ học. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại là khảo cổ? Ngô Mi cười đáp, tại vì em thích. Một thời gian trước, em tham gia một hoạt động trải nghiệm khảo cổ cho học sinh trung học, cảm thấy nó vô cùng thú vị. Từ những mảnh vỡ của thời gian lại tìm ra được sự thật lịch sử. Ngô Bình mặc dù cảm thấy đây là một chuyên ngành chán ngắt nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của em gái. Nếu em thích khảo cổ thì anh có một người bạn rất lợi hại, em có thể tới chỗ bạn anh theo học. Người bạn mà anh nhắc đến đương nhiên không ai khác ngoài Đinh Mặc. Đinh Mặc mới thực sự là chuyên gia khảo cổ, các giáo sư ở trường đại học còn thua xa. Ngô Mi vô cùng hào hứng, anh còn có bạn nghiên cứu khảo cổ sao? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, đó mới là một nhà khảo cổ học thực thụ. Anh ấy nghiên cứu cả các nền văn minh từ thời tiền sử. Vừa nghe tới nền văn minh thời tiền sử, Ngô Mi mắt sáng như đèn pha, anh, thời đó thực sự có một nền văn minh sao? Ngô Bình đáp, đương nhiên rồi, thời đó còn có những kỹ thuật phát triển hơn bây giờ ấy chứ. Anh thừa biết bản tính tò mò của Ngô Mi nên không dám nói nhiều. Sợ cô bé lại truy hỏi đến cùng nên anh chỉ nói, em cứ học cho tốt, sau này trở thành một nhà khảo cổ học vĩ đại. Buổi trưa, anh đưa Ngô Mi đi học. Trên đường về, Đường Băng Vân gọi điện tới nói Đường Thiên Tuyệt sau khi uống Quy Nguyên Đan thì hiệu quả vô cùng tốt, sau đó cô cảm ơn Ngô Bình. Chuyện này cũng đã nằm trong dữ liệu của Ngô Bình, anh đáp, Băng Vân, Đường Môn hiện giờ đã bị kẻ xấu nhắm tới, cô phải cẩn thận đấy nhé. Đường Băng Vân, tôi đang trên đường đến tìm anh rồi. Sau khi gặp mặt, chúng ta đi gặp Đường An nhé. Ngô Bình còn nhớ người này. Anh ta là người đứng đầu bộ phận tình báo của Đường Môn Thông Tin Đường. Thủ hạ của anh ta còn từng làm hỏng một chiếc xe của Ngô Bình. Anh lập tức nói, anh ta nói sẽ đền tôi 2 chiếc xe, không phải nói khoác đấy chứ. Đường Băng Vân, chuyện này anh có thể hỏi thẳng anh ấy. Đúng rồi, Đường An là người mà anh có thể kết giao. Ngô Bình, chúng ta tới gặp anh ta làm gì vậy? Đường Băng Vân, anh ấy điều tra ra một số manh mối nhưng không chịu nói qua điện thoại. Cứ đòi gặp mặt trực tiếp rồi mới nói. Anh ấy nói sẽ tới huyện Minh Dương tìm chúng ta. Gặp nhau ở huyện Minh Dương sao? Ngô Bình không khỏi có chút bất ngờ. Đường Băng Vân, anh ấy trước nay hành động không theo logic của người thường nên không cần phải tò mò quá đâu. Đúng rồi, ngoài Quy Nguyên Đan ra, anh còn luyện được loại đan dược nào khác không? Ngô Bình ngạc nhiên, cô lại muốn luyện loại đan dược nào khác sao? Đường Băng Vân, ông nội tôi có một phương thức luyện đan cổ. Hơn nữa đã đủ nguyên liệu rồi. Ông bảo tôi thử hỏi anh xem liệu anh có thể giúp luyện đan không? Ngô Bình hỏi, là loại đan dược gì vậy? Long hổ luyện hình đan, Đường Băng Vân đáp. Ngô Bình ngạc nhiên, long hổ luyện hình đan sao? Đó là một loại đan dược không tồi. Anh có luyện được không? Đường Băng Vân hỏi. Ngô Bình, được. Đường Băng Vân, vậy thì tốt quá rồi. Ông tôi nói một viên đan 100 triệu tệ, Đường Môn bỏ tiền mua dược liệu. Ngô Bình cười đáp, cứ đến rồi bàn tiếp. Về đến nhà, anh tiếp tục chỉ cho Lạc Mộng Trần cách luyện đoàn thể thuật. Thời gian này, Lạc Mộng Trần đã học xong một bộ đoàn thể thuật mà Ngô Bình truyền cho, hiện giờ đang luyện lại toàn bộ động tác thành một hệ thống. Mỗi khi luyện xong một lần, cô cảm thấy cơ thể mình được cải thiện rất nhiều. Trời đã tối từ lúc nào, Đường Băng Vân cuối cùng cũng đến nơi. Cô ấy đến một mình, trong tay còn cầm một cái túi, bên trong toàn là dược liệu quý. Cô đưa túi dược liệu cho Ngô Bình, hỏi, giờ có thể luyện đan luôn không? Ngô Bình tò mò hỏi, sao lại vội thế? Đường Băng Vân đáp, thiên sát cần bồi dưỡng một đội quân ngay lập tức, cho nên mới vội vã luyện đan như vậy. Tôi sẽ cung cấp dược liệu, anh giúp luyện đan. Mỗi khi luyện xong một viên đan, Đường Môn sẽ trả công anh 100 triệu tệ. Ngô Bình cười đáp, không vấn đề gì, giờ có thể bắt đầu luôn. Ngô Bình đi tới phòng luyện đan ở nhà cũ. Lấy từ trong chiếc túi ban nãy ra mấy cái hộp, bên trong là các loại dược liệu khác nhau. Đó chính là dược liệu cần để luyện long hổ luyện hình đan. Loại đan dược này có tác dụng luyện hình, luyện thần. Uống loại đan dược này có thể tăng tu vi, tăng khả năng đột phá thành công cảnh giới trúc cơ. Bởi vậy, giá trị của nó cực kỳ cao, là thứ rất nhiều cao thủ trên giang hồ khao khát.
Ngô Bình nhìn chỗ dược liệu trong tay, đột nhiên hỏi, Băng Vân, trên thị trường có ai từng bán long hổ luyện hình đan chưa? Đường Băng Vân lắc đầu, tên ngốc nào lại đi bán loại linh dược này chứ? Ngô Bình, cho nên nếu bán thì giá sẽ rất cao. Đường Băng Vân đáp, đương nhiên, cho dù có ra giá 1 tỷ tệ, 10 tỷ tệ cũng sẽ có người mua. Ngô Bình, vậy dược liệu luyện đan có khó tìm không? Đường Băng Vân, cực khó, Đường Môn bỏ ra nhiều năm như vậy cũng chỉ tìm được đủ dược liệu cho khoảng 3 lần luyện đan. Sau đó, cô nheo mắt lại, nói tôi đã nói với ông nội rồi, lần luyện đan đầu tiên này chỉ luyện được khoảng 2 viên thôi. Ngô Bình cười đáp, ý cô là, số còn lại là của tôi hả? Đường Băng Vân, nếu không thì sao tôi có thể đồng ý chỉ trả 100 triệu một viên chứ? Ngô Bình gật đầu, một lần luyện có thể được 4 đến 5 viên. Đường Băng Vân sáng mắt lên, mau luyện đi, tôi sắp không chờ được nữa rồi. Đường Băng Vân đi ra khỏi phòng luyện đan, Ngô Bình ở bên trong bắt đầu luyện long hổ luyện hình đan. Đúng như anh dự đoán, 2 tiếng sau, lần luyện đan đầu tiên được 4 viên đan tam phẩm. Lần thứ 2 ra được 5 viên đan nhị phẩm, vậy sau 2 lần luyện, thành phẩm cuối cùng được 9 viên. Nửa đêm, Ngô Bình bước ra khỏi phòng luyện đan với cả thảy 9 viên đan trong tay. Đường Băng Vân cầm lấy viên đan trong tay, hít hà mùi thơm dễ chịu của nó. Đôi mắt xinh đẹp của cô như phát sáng, cô reo lên, thì ra đây chính là viên đan dược trong truyền thuyết. Chương 402, Long Hổ Luyện Hình Đan. Ngô Bình bỏ 3 viên Long Hổ Luyện Hình Đan tam phẩm và 2 viên nhị phẩm vào trong chiếc bình rồi nói, đan dược đây, nhưng quên trả tôi tiền trà nước nhé. Đường Băng Vân gật đầu, sau đó cẩn thận cất chiếc bình ấy đi. Ngô Bình lấy 3 viên long hổ luyện hình đan còn lại ra rồi bỏ vào trong một chiếc bình khác, sau đó nói, 3 viên này tôi sẽ cho cô 1 viên. Đường Băng Vân cười nói, thế là đủ rồi. Loại đan dược này có tác dụng hỗ trợ võ giả đột phá lên cảnh giới tiên thiên, vì thế giá trị của nó không thể đo bằng tiền bạc được, dẫu sao cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng rất hiếm trên đời. Đường Băng Vân cầm lấy viên đan dược rồi đi ngay, xem ra cô ấy đang vội đi đưa đan dược. Sau khi luyện chế 2 lò đan dược xong, Ngô Bình mệt lử, anh ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Đêm khuya lạnh lẽo, Lạc Mộng Trần pha cho anh một ấm trà rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Ngô Bình nhấp mấy ngụm trà rồi thả lỏng người dựa vào ghế sofa, Lạc Mộng Trần lập tức đi tới bóp vai cho anh với lực vừa phải. Ngô Bình hé mắt nói, Mộng Trần, ai đặt cái tên Hỏa Long cho cô thế? Lạc Mộng Trần cười nói, là ông tôi, sau khi tôi chào đời không lâu, ông đã qua đời vì quyết chiến với đối thủ. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, sao? Có người dám giết con trai của Lạc Trường Sinh ư? Lạc Mộng Trần thở dài một hơi, người giết ông tôi là thiên tài nhẫn đạo của Đông Doanh, thế lực chống lưng cho người đó đến cụ của tôi cũng không thể làm gì được. Ngô Bình gật đầu, không ngờ ông Lạc cũng có lúc phải bó tay. Ban đầu, cụ định trả thù cho ông tôi, nhưng cuối cùng lại bị thương nặng. Từ đó cụ không còn quan tâm tới chuyện trong giang hồ nữa. Ngô Bình, Mộng Trần, mẹ tôi bảo sắp tới cô phải làm hết việc trong nhà tôi, cô nấu ăn ngon lắm, vậy phiền cô nhé. Lạc Mộng Trần mỉm cười, bác gái không ghét là Mộng Trần vui lắm rồi. Ngô Bình nói, cô vừa sinh vừa biết điều, ai mà ghét cho nổi. Anh lấy một viên long hổ luyện hình đan ra đưa cho Lạc Mộng Trần rồi nói, cô hãy uống viên đan dược này rồi tiếp tục tu luyện vài luyện thể mà tôi truyền cho. Đảm bảo sẽ đột phá lên cảnh giới tiên thiên trong 1 tuần. Lạc Mộng Trần kinh ngạc, sau đó nhận lấy viên đan dược rồi nói, anh Ngô Bình, viên đan dược này quý giá quá. Đúng là quý thật, Ngô Bình nói, nhưng ông Lạc đã là người của tôi rồi, còn cô tự nhận là người phụ nữ của tôi thì sao tôi bạc đãi cô được. Ngô Bình vô cùng cảm động, nước mắt lưng tròng, cô ấy cúi ngập người với Ngô Bình, cảm ơn anh. Lạc Mộng Trần nói, đây là long hổ luyện hình đan. Thật ra nó còn một tên khác nữa là Trúc Cơ Đan. Cô đã ở cảnh giới thần đỉnh phong rồi, có thêm nó hỗ trợ cùng bài luyện thể của tôi thì đột phá lên tiên thiên rất dễ dàng. Lạc Mộng Trần định nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã nói trước, ngày mai cô hãy uống nó, tôi sẽ giúp cô một tay. Lạc Mộng Trần mừng rỡ rồi gật đầu thật mạnh. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát đến 11 giờ thì điện thoại rung lên, anh nhận được một tin nhắn do Bạch Băng gửi tới. Nhờ Ngô Bình giúp mà Bạch Băng đã nhận việc ở huyện. Lương bóng cũng cao hơn trước nhiều. Ngô Bình, giờ em có rảnh không? Bạch Băng hỏi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nhắn lại, cô Bạch, có chuyện gì vậy ạ? Một lát sau, Bạch Băng nhắn lại, dạo này có một người tên là Vương Hạo đang điên cuồng theo đuổi cô, điều ảnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và công việc của cô,
nhà anh ta khá có quyền thế nên cô không dám đắc tội. Ngô Bình cau mày, có chuyện này nữa ư? Bạch Băng, Vương Hạo dẫn theo một đám người phục ở ngoài nên cô không dám đi đâu cả. Ngô Bình, cô Bạch, để em đón cô. Bạch Băng, phiền em rồi. Không sao ạ, em đến trường rồi sẽ gọi cho cô. Ngô Bình cầm theo điện thoại rồi phóng xe điện đến trường học. Khi sắp tới cổng trường, anh đã nhắn tin cho Bạch Băng, vài phút sau đã có một bóng hình thước tha đi tới, đó chính là Bạch Băng. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, hôm nay Bạch Băng mặc áo khoác gió màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa trông rất thoát tục, khiến ai nhìn rồi cũng khó rời mắt. Ngô Bình, cảm ơn em, cô ấy nói. Ngô Bình cười nói, cô Bạch đừng khách sáo. Bạch Băng, ký túc ở ngay khu phía trước, chúng ta đi thôi. Ngô Bình gật đầu, sau đó cùng sóng vai bước đi với Bạch Băng, anh hỏi, Vương Hạo đó có lai lịch thế nào ạ? Bạch Băng, là con nhà giàu, bố anh ta hình như là hội trưởng hiệp hội võ thuật của huyện. Anh ta phiền phức lắm, cô sắp điên lên rồi. Ngô Bình, cô đừng lo, để em xử vụ này. Nói rồi, hai người đi qua hành người gần công viên. Lúc này, chợt có 7 người xông ra, họ bao vây Ngô Bình và Bạch Băng với vẻ hung dữ. Bạch Băng xuống xe sau đó cau mày hỏi một người trong số đó, Vương Hạo, anh định làm gì? Người thanh niên tên là Vương Hạo không cao lắm, để đầu đinh, dáng người hơi hập, anh ta mặc toàn hàng hiệu, làm gì ư? Bạch Băng, anh đã theo đuổi em một tuần là quá nể mặt em rồi, thế mà em vẫn chưa gật đầu đồng ý, đã thế còn từ chối anh đây trước mặt bao người. Giờ anh không chơi nữa, anh sẽ dùng cách trực tiếp nhất để có được em. Ngô Bình hỏi, anh coi tôi là không khí à? Vương Hạo nhớn mày, mày là thằng nào? Ngô Bình, tôi là bạn cô ấy. Vương Hạo hừ nói, đừng lo chuyện bao đồng, không đừng trách tao là ác. Ngô Bình, thế à? Đúng, tao nói cho mày biết, tao từng giết người rồi đấy, quý xuống mau. Ngô Bình sầm mặt, lũ khốn này đúng là coi trời bằng vung. Anh nói, giết người là phạm pháp, anh không sợ ngồi tù à? Sời, ngồi tù ư? Bố tao làm to thì ai dám tống tao vào tù nào? Ngày xưa, bọn tao giết con bé kia cũng chỉ phải đền mấy chục nghìn thôi, ngần ấy bằng một tháng tiền tiêu vặt của tao chứ mấy. Bạch Băng bình thản nói, trên đời có tồn tại quả báo, chỉ là đôi khi nó tới hơi muộn thôi. Vương Hạo trợn mắt, lắm mồm vừa thôi, quỳ xuống. Bụp! Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Bình đá cho ngã sóng xoài, những người khác còn chưa kịp phản ứng gì cũng bị quật ngã hết, ai cũng kêu gào đau đớn. Vương Hạo chỉ vào Ngô Bình rồi nói, mày dám đánh tao, bố tao là cao thủ võ lâm đấy, ông ấy sẽ giết mày. Ngô Bình nói với Bibi, cô Bạch, cô về trước đi, để em xử bọn này. Bạch Băng tái mặt rồi gật đầu, đừng làm ai bị thương nhé. Vâng, Ngô Bình xua tay. Bạch Băng biết mình ở lại cũng vô dụng nên cắn răng về ký túc luôn. Chờ cô ấy đi xa rồi, Ngô Bình mới đạp vào mặt Vương Hạo rồi cười hỏi, tên gì? Vương Hạo hậm hực nói, Vương Hạo, bố tao là Vương Chiếm Lễ một cao thủ võ lâm. Hội trưởng hiệp hội võ lâm. Ờ, ra là gia đình võ thuật, đúng là lợi hại. Giờ anh hãy gọi cho bố mình bảo có người đang đánh anh. Nếu nửa tiếng nữa mà ông ta không tới, tôi sẽ đánh anh tiếp, Ngô Bình hờ hững nói. Vương Hạo có vẻ không sợ anh ta lạnh giọng nói, được, mày cứ chờ đấy, tao sẽ gọi ngay. Mình bố anh chẳng bỏ cho tôi đánh. Anh vừa nói mình có một đại ca đúng không, gọi tới luôn đi để tôi xử một thể, Ngô Bình bổ sung. Vương Hạo sáng mắt lên, mày nói đấy nhé, được, lát cho mày khóc ra tiếng mán luôn. Chương 403, giải quyết một thể. Vương Hạo lấy điện thoại ra rồi gọi cho bố mình trước, sau đó mới gọi cho đại ca kết nghĩa của mình tên là Thường Thiếu Dũng. Gọi điện xong, Vương Hạo nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi cười lạnh, anh ta nghĩ bố và đại ca mình mà đến thì Ngô Bình chết chắc rồi. Khoảng hơn chục phút sau, có một chiếc Audi A6 đỗ cách đó không xa, có hai người đàn ông trung niên bước xuống xe. Khi nhìn thấy Vương Hạo đang nằm dưới đất thì họ lập tức bước nhanh tới, một người trong số đó nổi giận nói, chuyện gì thế này? Ai đánh con thế hả? Vương Hạo vừa trông thấy hai người đó thì gào lớn, bố, chú Dương, hai người mau tới dạy cho thằng khốn này một bài học đi, nó đánh con. Hai người đàn ông đều phẫn nộ rồi đi về phía Ngô Bình. Khi chỉ còn cách anh 20 bước, họ chợt đi chậm dần và cảm thấy hơi kinh ngạc. Vì Ngô Bình chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng lại cho người ta một cảm giác sừng sững như ngọn núi lớn, lẽ nào anh là cao thủ ư? Khi chỉ còn cách Ngô Bình chục bước thì hai người đó dừng lại, sau đó tái mặt rồi toát mồ hôi lạnh,
vì họ phát hiện không gian xung quanh Ngô Bình đang vặn vẹo, điều này chứng tỏ có một luồng sức mạnh bao phủ bên ngoài cơ thể anh. Cao thủ! Hai người đó hít vào một hơi lạnh, người bên trai chắp tay với Ngô Bình, xin hỏi tên của cậu. Ngô Bình thờ ơ đáp, ai là bố của Vương Hạo? Một người tiến lên đáp, là tôi, Hạo Nhi còn trẻ người nọn dạ, xin cậu bạn lượng thứ. Ngô Bình nói, con trai ông bảo bố mình là cao thủ võ lâm, tôi rất muốn xem gia đình võ thuật như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một thứ cặn bã thế này. Người kia lập tức nhăn mặt, nhưng thấy Ngô Bình có thực lực mạnh thì không dám ra tay, mà chỉ nói, cậu bạn, là tôi dạy con không nghiêm, tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần tới pháp luật làm gì, Ngô Bình tỉnh bơ nói. Vương Hạo hô lên, bố ơi, không phải phân bua với nó làm gì, bố đánh chết nó đi. Khốn kiếp, im ngay, người đàn ông nổi giận, chỉ muốn đạp cho thằng con ngông nghênh của mình một cái. Ngô Bình nói, này, giờ bố anh cũng không bảo vệ được anh đâu. Vương Hạo ngẩn ra nhìn Ngô Bình, rồi lại nhìn bố mình đang lo sợ, anh ta chột dạ rồi nói, bố sao thế ạ? Bố sợ nó à? Ngô Bình, cừu mà gặp sư tử thì phải sợ thôi. Người đàn ông nghiến răng rồi bước tới gần hơn, sau đó chắp tay nói, tôi là Vương Chiếm Lễ truyền nhân của Thất Tinh Quyền, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho con trai tôi lần này. Ngô Bình nói, bình tĩnh, vẫn còn người chưa tới. Anh vừa nói dứt câu thì có hơn chục chiếc xe đi tới, một đám thanh niên bước xuống xe, đi đầu là một người đàn ông to béo khoảng 30 tuổi, hắn mặc một bộ vest màu tím, dáng người cao hơn 1m9. Mẹ kiếp, ai dám bắt nạt anh em của tao thế hả? Hắn gào lên với vẻ hung hăng, mắt thì liếc chòng chọc vào mọi người ở đây. Nghe thấy giọng nói ấy, Vương Hạo sáng mắt lên rồi hô to, đại ca, anh mau tới cho thằng này một trận đi, nó bảo sẽ xử anh đấy. Người này chính là Thường Thiếu Dũng, anh em kết nghĩa với Vương Hạo, hắn hỏi, Vương Hạo, ai đánh chú thế? Nó ạ, Vương Hạo chỉ vào Ngô Bình với vẻ hung hãn. Thường Thiếu Dũng cười lạnh một tiếng rồi bẻ khớp ngón tay, hắn liếc Ngô Bình rồi nói, to gan đấy. Dám đánh em tao, hôm nay không đánh cho mày lăn lê bò toài thì tao không phải Thường Thiếu Dũng. Ngô Bình nói, thế thì anh nên nghĩ tên nào khác luôn đi. Xít, chán sống rồi mà, Thường Thiếu Dũng nổi điên rồi tung một quyền về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay lên rồi nắm lấy cổ tay của Thường Thiếu Dũng, hắn ra sức giãy dạo nhưng vô dụng, ngay sau đó đã cảm thấy đau đớn rồi gào lên khuỵu gối xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, nước mắt rơi lã chã. Ngô Bình hỏi, sao thế? Đau à? Đau đau, Thường Thiếu Dũng vội nói. Ngô Bình hỏi tiếp, Vương Hạo bảo các anh từng giết người đúng không? Không. Rắc. Ngô Bình lập tức bóp nát cổ tay Thường Thiếu Dũng, hắn hét lên như con lợn bị chọc tiết, thậm chí còn suýt ngất xỉu. Có hay không? Ngô Bình hỏi lại. Có, chúng tôi từng giết người, hu hu, thả tôi ra, Thường Thiếu Dũng khóc lớn, sau đó vừa khóc vừa nhìn cổ tay biến dạng của mình. Ngô Bình lấy điện thoại ra quay hình, nói đi, các người đã giết người vào lúc nào, ở đâu, có những ai tham gia, kể chi tiết vào. Thường Thiếu Dũng sợ bị Ngô Bình đánh tiếp nên không dám giấu giếm, nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn kể thêm vài vụ đánh và giết người khác. Nghe hắn kể xong, Ngô Bình mới nới lỏng tay, Thường Thiếu Dũng vội lùi lại rồi khiếp sợ nhìn anh. Đám em của hắn vẫn đứng im, không ai dám thở mạnh. Ngô Bình nói, Thường Thiếu Dũng. Nghe nói bố anh làm ở thành phố, ông ta tên gì? Vừa nghe Ngô Bình nhắc đến bố mình, Thường Thiếu Dũng đã mừng thầm, bố tôi là Thường Vi Tân. Ngô Bình, tốt, sau đó anh lưu video lại rồi gửi vào mail cho Từ Bá Nhân. Tiếp đó, anh nhìn Thường Thiếu Dũng rồi nói, anh có thể gọi cho bố mình, biết đâu ông ta lại cứu được anh. Thường Thiếu Dũng sáng mắt lên rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố mình ngay. Vương Chiếm Lễ nghe xong chuyện mà Thường Thiếu Dũng kể. Biết con trai mình cũng dính đến vụ án giết người, ông ta vừa tức vừa sợ, sau đó cảm thấy một dự cảm xấu. Giờ ông ta chỉ biết trông chờ vào Thường Thiếu Dũng, hy vọng người nhà của hắn có thể xử lý được Ngô Bình. Thường Thiếu Dũng gọi điện xong thì như có thêm dũng khí, hắn nhìn Ngô Bình rồi cười lạnh nói, đội tuần tra và hình sự sẽ tới ngay, mày đánh tao thì cứ chờ mà ngồi tù đi. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi bình tĩnh nói, người nhà họ Thường cũng có quyền thế đấy nhỉ. Chục phút sau, đã có mấy chiếc xe cảnh sát đi tới, một nhóm cảnh sát bước xuống rồi xếp thành hai hàng, sau đó cất bước, đi đầu chính là phó đội trưởng Khuất Hành Nghĩa. Khuất Hành Nghĩa vốn đang nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức ngẩn người, đội trưởng Ngô, là cậu ư? Ngô Bình bình thản nói, sao,
mang tiếng là đội hình sự mà sao ai gọi cũng đi thế hả? Khuất Hành Nghĩa đỏ mặt rồi vội nói, đội trưởng Ngô, chắc có hiểu lầm gì thôi, tôi và bố của Thường Thiếu Dũng kết nghĩa với nhau. Thường Thiếu Dũng ngẩn ra, chuyện gì thế này, hắn nói, chú Khuất, thằng này dám đánh cháu, chú phải đòi lại công bằng cho cháu. Im ngay, Khuất Hành Nghĩa quát lớn, làm Thường Thiếu Dũng sợ rụt cổ. Khuất Hành Nghĩa khom người đi tới cạnh Ngô Bình rồi cười nói, đội trưởng Ngô, thằng này đắc tội với cậu à? Ngô Bình, đắc tội với tôi thì không sao, nhưng anh ta đã giết người, tôi quay clip lại rồi gửi lên trên rồi, để xem tỉnh sẽ xử lý thế nào. Khuất Hành Nghĩa biến sắc mặt, bố của Thường Thiếu Dũng là anh em kết nghĩa với anh ta, nhưng nếu đắc tội với Ngô Bình thì coi như xong rồi. Anh ta vội nói, đội trưởng Ngô, có thể tha cho cậu ấy lần này không? Ngô Bình cười lạnh, Khuất Hành Nghĩa, anh gọi tôi là đội trưởng Ngô, đội cảnh sát hình sự của chúng ta chuyên xử lý các vụ án hình sự, anh ta đã giết người, mà anh lại bảo tôi tha à? Cái gì, đội cảnh sát hình sự ư? Mọi người đều hít vào một hơi lạnh rồi biến sắc mặt. Chương 404, nghiêm trị không tha. Khuất Hành Nghĩa ngạc nhiên nói, cậu ấy đã giết người ư? Ngô Bình, không chỉ một người đâu. Khuất Hành Nghĩa thở dài một hơi, mạng người rất quan trọng. Nếu Thường Thiếu Dũng đã giết người mà còn không biết giữ miệng thì xong thật rồi. Lúc này, lại có thêm mấy chiếc xe cảnh sát đến, người bước xuống là Hà Tất Sĩ, bây giờ ông ấy đã là đại đội trưởng của đội cảnh sát, khi thấy cả Khuất Hành Nghĩa và Ngô Bình đều đang ở đây thì ông ấy ngẩn ra. Đội trưởng Ngô, có chuyện gì vậy? Mặt Ngô Bình xám xịt, Hà Tất Sĩ, ông là đại đội trưởng mà cũng thành tay sai cho người khác rồi à? Ai bảo ông đến đây? Hà Tất Sĩ lúng túng rồi vội đáp. Là cục trưởng Thường bảo tôi tới, ông ấy phụ trách việc phê duyệt đất đai ở đây, chúng tôi cũng có quen biết. Phê duyệt đất đai là một vị trí rất béo bở, đương nhiên sẽ có nhiều bạn bè. Ngô Bình nói, cho nên chỉ cần ông ta gọi một cái là ông phải vâng lời ngay hả? Hiện giờ, Ngô Bình không còn nể nang gì Hà Tất Sĩ nữa, người của đội này cũng là quân của anh, vậy mà nhận được điện thoại của người khác một cái là côn cút xuất quân ngay. Hà Tất Sĩ vã mồ hôi hột rồi vội thanh minh, đội trưởng. Tôi sai rồi, bao giờ về tôi sẽ tự kiểm điểm. Ngô Bình lạnh giọng nói, tôi giao vụ án của Thường Thiếu Dũng cho ông đấy, đây là cơ hội để ông lập công chuộc tội. Nếu ông không làm tốt thì đừng làm chức vụ hiện giờ nữa. Hà Tất Sĩ run lên nói, vâng. Thường Thiếu Dũng bất lực ngồi tại chỗ, biết mình xong đời rồi, một khi án giết người của hắn bị phanh phui thì chắc hắn sẽ bị phán án tử. Dưới sự hỗ trợ của Khuất Hành Nghĩa, cả đám đã bị tống lên xe. Hà Tất Sĩ đã thẩm vấn bọn họ xuyên đêm để điều tra rõ tội trạng, nhằm đòi lại công bằng cho người bị hại. Sau khi bọn họ đi rồi, Vương Chiếm Lễ vẫn đứng tại chỗ, ông ta thở dài một hơi rồi trầm giọng nói, xin hỏi quý danh của đội trưởng Ngô. Ngô Bình thờ ơ đáp, tôi là Ngô Bình, nếu ông không biết thì chứng tỏ ông cũng không giao lưu nhiều trong giới giang hồ. Ngô Bình, Vương Chiếm Lễ ngẩn ra, đúng là ông ta không có ấn tượng gì. Tu vi của ông ta mới đang ở cảnh giới lực. Còn chưa tiến vào cảnh giới khí nên đương nhiên không thể biết tới các nhân vật lớn cỡ Ngô Bình. Ngô Bình, con trai ông đã làm nhiều việc xấu, anh ta không thoát tội được đâu. Vương Chiếm Lễ cắn răng nói, đội trưởng Ngô, con trai tôi còn non dại, cậu có thể cho nó một cơ hội không? Ngô Bình cười lạnh, 25 tuổi là còn lớn hơn tôi đấy, vậy thì non dại cái nỗi gì? Vương Chiếm Lễ đỏ mặt nói, đội trưởng Ngô, chỉ cần cậu tha cho con trai tôi thì cậu muốn gì cũng được. Ngô Bình tỉnh bơ, ông không phải nhiều lời nữa, Vương Hạo sẽ bị pháp luật trừng trị. Vương Chiếm Lễ lập tức kích động rồi hô lên, đội trưởng Ngô. Tôi chỉ có một đứa con trai là nó thôi, hy vọng cậu giơ cao đánh khẽ, không thì, nhà tôi chỉ còn cách liều mạng với cậu. Ngô Bình cười lạnh, liều với tôi ư. Vương Chiếm Lễ hít sâu một hơi rồi nói, em trai song sinh của tôi là một tông sư cảnh giới thần. Nếu cậu quả quyết không tha cho con trai tôi sẽ nhờ chú ấy trả thù giúp. Ngô Bình bình thản nói, cao thủ cảnh giới thần không nhiều, em trai song sinh của ông tu luyện khá tốt đấy, sao ông lại muốn ông ta đến nộp mạng? Dứt lời, anh tung một quyền ý về phía Vương Chiếm Lễ. Ông ta chợt thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, một vực sâu thăm thẳm xuất hiện làm ông ta sợ hãi hét lên rồi lùi lại. Vì quá sợ hãi nên ông ta đã ngã xuống đất rồi toát mồ hôi lạnh. Cậu, cũng là tông sư cảnh giới thần ư? Ngô Bình cười lạnh, tôi không rảnh để tiếp chuyện ông. Nếu em trai ông muốn đến trả thù thì cứ việc. Dứt lời, anh mặc kệ Vương Chiếm Lễ rồi quay người bỏ đi. Chỉ còn Vương Chiếm Lễ ngơ ngác ở lại,
càng nghĩ càng thấy sợ rồi lắp bắp nói, không lẽ tu vi của cậu ấy còn cao hơn cảnh giới thần, là đại tông sư cảnh giới tiên thiên ư? Nghĩ tới đây, Vương Chiếm Lễ run lên rồi tái mặt. Ngô Bình đi thêm một đoạn thì thấy Bạch Băng vẫn đang ở đây, cô ấy ngồi trên chiếc ghế đá cách đó không xa. Ban nãy, cô ấy đã nhìn thấy rõ mọi chuyện và thật sự không ngờ chuyện lại lớn đến vậy, cảnh sát còn nuối đuôi tới. Ngô Bình, ổn rồi chứ? Hay thôi bỏ qua đi, Bạch Băng nói vậy vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, có phải chuyện lớn gì đâu nên cô yên tâm đi, sau này Vương Hạo sẽ không gây phiền phức cho cô nữa đâu. Bạch Băng thở phào một hơi, số cô đen thật đấy, đi đến đâu cũng gặp chuyện. Ngô Bình nói, bình thường mà cô, ai bảo cô xinh quá, đàn ông nhìn thấy là thèm khát. Cái câu hồng nhan họa thủy thật ra không phải lỗi lầm của phụ nữ, mà là sự tham lam của đàn ông. Bạch Băng lườm anh, em dám ví cô với họa thủy hả? Ngô Bình chối ngay, cô đừng hiểu lầm, em đang hình dung cô xinh đẹp cơ mà. Bạch Băng mím môi cười, xem em cuống lên kia, cô chỉ đùa thôi. À, sau này đừng gọi cô là cô Bạch nữa, cô lớn hơn em có mấy tuổi thôi, sau này gọi là chị đi. Ngô Bình cười nói, vâng thưa chị, mà giờ muộn rồi, để em đưa chị về ký túc. Bạch Băng hắng giọng nói, em không muốn nói chuyện với chị tiếp à. Ngô Bình cạn lời, em chỉ muốn chị về nghỉ sớm thôi. Bạch Băng lườm anh, không thích thì tôi, ai bảo chị là họa thủy cơ chứ, nói rồi, Bạch Băng bực bội bỏ đi. Ngô Bình thấy Bạch Băng dở mặt còn nhanh hơn dở trang sách, anh lắc đầu rồi đuổi theo. Đi được một đoạn thì Bạch Băng nói, Ngô Bình, tuần sau em giúp chị một việc được không? Ngô Bình cười hỏi, việc gì thế ạ? Bạch Băng, đi dự đám cưới bạn trai cũ cùng chị. Ngô Bình ngẩn ra, bạn trai cũ của Bạch Băng ư. Nhưng anh đã bình thường trở lại, Bạch Băng xinh thế này thì có bạn trai cũng đâu có gì là lạ. Đám cưới bạn trai cũ thì đi làm gì? Ngô Bình cười hỏi. Bạch Băng hờ hững nói, phải đi chứ. Ngô Bình nhún vai, được, em sẽ đi với chị. Bạch Băng cười nói, cảm ơn em nhé, hôm đó chị sẽ mời em đi ăn rồi nói chuyện. Vâng. Đưa Bạch Băng đến cổng ký túc xong thì Ngô Bình dừng bước, chị nghỉ sớm đi nhé. Bạch Băng nhìn anh thật lâu rồi nói, tạm biệt, sau đó xua tay rồi quay người lên tầng. Ngô Bình phóng con xe điện về nhà. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Đường Băng Vân đã xuất hiện, đi cùng còn có một tên béo trắng trẻo, lông mày rậm, khi cười mắt đúng như hai đường thẳng. Vừa thấy người đó, Ngô Bình đã biết là Đường An. Không chờ anh giới thiệu, Đường An đã giơ tay ra rồi cười nói, cậu Ngô, tôi là Đường An, đường chủ thông tin đường của Đường Môn. Ngô Bình bắt tay với anh ta, hai người vừa chạm tay vào nhau, anh đã cảm thấy một luồng sức mạnh lớn, không ngờ anh Đường đã ở cảnh giới nhân tiên rồi, bái phục. Chương 405, Đường An. Đường An cười lớn nói, chưa sánh với cậu Ngô được. Cậu còn trẻ thế này mà đã là đại tông sư cảnh giới tiên thiên rồi, thật khiến người ta bái phục, xưa nay đại tông sư rất ít, chắc chắn tiền đồ của cậu sẽ rộng mở. Ngô Bình bình thản nói, quá khen, tôi đã chờ anh Đường từ lâu, tôi nghe Băng Vân nói anh đã điều tra ra manh mối rồi đúng không? Đường An gật đầu, cậu Ngô, chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé. Ngô Bình mời hai người vào phòng khách rồi đi pha trà, sau đó cả ba cùng trò chuyện. Đường An nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói, trà ngon, cậu Ngô thật biết thưởng thức. Anh ta không nói ngay thì Ngô Bình cũng không vội, anh nói, một người bạn tặng cho tôi đấy, bình thường tôi không nỡ uống đâu, nay có anh Đường đến chơi nên tôi mới lấy ra tiếp đãi. Thật ra đây có phải trà ngon gì đâu, chỉ là hàng Ngô Mi đặt mua trên mạng thôi, giá rất rẻ. Đường An cười phá lên nói, cậu Ngô, tôi nghe Băng Vân nói cậu rất giỏi y thuật đúng không? Ngô Bình, giỏi gì đâu, tôi chỉ biết chút ít thôi, anh Đường có gì muốn hỏi? Đường An thở dài một hơi, chắc cậu Ngô cũng nhìn ra tôi có bệnh trong người đúng không? Ngô Bình cười nói, anh Đường, đừng bảo anh đến chỉ để khám bệnh nhé. Đường An cười lớn nói, tôi chỉ tiện thể muốn nhờ cậu khám cho tôi, còn việc chính vẫn là về manh mối. Ngô Bình liếc nhìn anh ta rồi nói, đúng là anh có vấn đề thật, do tu luyện quá nhanh nên tiến vào cảnh giới tiên thiên không được vững chắc. Sau này tiến vào cảnh giới võ vương, chắc anh đã nhờ đan dược để đột phá, đúng không? Đường An ngạc nhiên rồi dựng thẳng ngón tay cái, cậu Ngô đúng là thần y. Đúng thế, năm xưa tôi gặp may nên đã mua được hai viên đan dược với giá cao. Một viên giúp tôi đột phá cảnh giới tiên thiên, viên kia thì giúp tôi lên cảnh giới võ vương. Nhưng đột phá xong,
tôi luôn cảm thấy sức mình không bằng tu sĩ cùng cảnh giới. Nhiều năm qua, tôi thường xuyên thấy lo sợ, cảm giác kiểu gì cũng có chuyện. Ngô Bình, cảm giác của anh đúng đấy, đó là sự phán đoán về sự thay đổi của cơ thể. Nếu anh không có cách xử lý thì vài năm nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe thấy thế, Đường An run lên rồi vội nói, cậu Ngô, cậu hãy giúp tôi. Ngô Bình trầm ngâm rồi nói, giúp anh thì được thôi, nhưng tôi sẽ tốn rất nhiều công sức và cả đống thiên tài địa bảo. Đường An cười nói, cậu Ngô, dù có phải tốn kém ra sao tôi cũng lo được hết. Còn về phần cậu, tôi cũng sẽ trả công cho cậu xứng đáng. Ngô Bình cười nói, thế thì tốt, à anh còn nợ tôi 2 chiếc xe đấy. Đường An cười phá lên, cậu Ngô, tôi đã chuẩn bị xe xong rồi. Nói rồi, anh ta lấy 1 chiếc chìa khóa xe và 1 tờ chi phiếu. Đường An nói, cậu Ngô, chuyện lần trước người của tôi đã khiến cậu sợ hãi, tấm chi phiếu này là chút lòng thành của tôi. Ngô Bình đương nhiên không khách sáo, anh nhận chiếc chìa khóa và tờ chi phiếu luôn rồi nói, được, lát tôi sẽ kê đơn cho anh. Anh hãy chuẩn bị đủ dược liệu, khi nào đủ rồi thì tôi sẽ điều trị cho. Đường An mừng rỡ, được, cảm ơn cậu Ngô. Giờ nói đến chuyện manh mối đi, Ngô Bình vào chuyện chính. Đường An lập tức nghiêm túc nói, kẻ đứng sau chắc là một nhân vật lớn ở viện trưởng lão, thực lực không kém gì ông nội tôi đâu. Ngô Bình tò mò, là ai? Đường An nói rành mạch, Đường Thiên Hạc. Đường Băng Vân kinh ngạc, cái gì? Là Đường Thiên Hạc ư? Thấy cô ấy phản ứng như vậy, Ngô Bình hỏi, Băng Vân, ông ta có lai lịch thế nào? Đường Băng Vân thở dài, Đường Thiên Hạc là em trai của ông nội tôi gọi là ông ba. Ông ấy kém ông tôi 20 tuổi, tu vi không kém ông tôi đâu. Từ xưa tới nay, ông ấy luôn là trợ thủ đắc lực của ông tôi, địa vị chắc chắn lắm. Đường An, chuyện này quá nghiêm trọng, một mình tôi không quyết được, càng không dám báo cho ông nội, chỉ đành đến thương lượng với cậu. Đường Băng Vân cũng đắn đo, nếu ông ba phản bội ông nội thì đường môn xong rồi. Đường An cười khổ, còn hơn thế nữa ấy. Ông nội mình nắm vững đường môn là nhờ có ông ba hậu thuẫn, nếu ông ba mà trở thành kẻ thù của ông mình thì ông mất hết quyền lực là cái chắc. Ngô Bình cau mày, Đường Thiên Hạc này có quyền hành lớn lắm à? Đường An, ông ấy là người thứ hai nắm quyền điều hành đường môn, hiện đang phụ trách nhiều việc. Nếu ông ấy trở mặt thì sẽ có một nửa người của đường môn đứng về phe của ông ấy. Ngô Bình, nhưng mọi người vẫn chưa chắc là Đường Thiên Tuyệt đã phản bội đúng không? Đường An gật đầu, vì thế mới cần nghĩ cách để xác nhận, tôi có một kế này, nhưng cần cậu Ngô giúp mới được. Ngô Bình chỉ vào mình, tôi ư. Đường An gật đầu, đúng, phải có cậu thì mới thành công được. Ngô Bình cười lạnh, tôi chỉ là người ngoài, anh bảo tôi tham gia vào vụ này là đùa hay thật thế? Đường An nghiêm túc nói, cậu Ngô, sao tôi dám lấy chuyện này ra đùa chứ? Ngô Bình, anh muốn tôi làm gì? Đường An, Đường Thiên Hạc có quyền hành rất lớn. Gần như không có khuyết điểm gì, nếu có thì là rất ham mê luyện đan. Ngô Bình giật mình, sau đó nhìn Đường Băng Vân, cô ấy nói, Đường An là người mình mà, nên tôi mới kể. Đường An cười nói, anh Ngô đúng là nhân tài, vừa giỏi y thuật, lại biết luyện đan, tôi phục sát đất. Ngô Bình, anh muốn tôi mượn đó để tiếp cận Đường Thiên Hạc à? Đường An gật đầu, đúng, nếu ông ấy biết cậu giỏi luyện đan thì kiểu gì cũng lôi kéo anh về phe. Tháng sau là buổi tiệc thường niên của đường môn, đến lúc ấy, tất cả nhân vật lớn của đường môn đều sẽ đến. Sẽ có nhiều hoạt động lắm, Đường Thiên Hạc cũng sẽ tham gia. Ngô Bình, anh muốn tôi tham gia bữa tiệc hả? Nhưng tôi là người ngoài mà. Đường An, chuyện này đơn giản, cậu chỉ cần trở thành chồng sắp cưới của Đường Băng Vân là xong. Yên tâm không chỉ có mình anh là con rể tương lai của đường môn đâu, sẽ có khoảng hơn chục người nữa. Ngô Bình thoáng do dự. Anh thật sự không muốn tham gia quá sâu vào vụ này. Đường Băng Vân vội nói, Ngô Bình, tôi biết anh khó xử nên không bắt anh phải đồng ý đâu. Đường An ho khan một tiếng, đương nhiên, chúng tôi không bắt cậu giúp không đâu. Ngô Bình nói, để tôi suy nghĩ thêm đã. Đường An cười nói, được, cậu cứ nghĩ đi, tôi chờ tin của cậu. Chương 406, chuyển nhà mới. Ngô Bình viết một đơn thuốc cho Đường An, bảo anh ta chuẩn bị đầy đủ dược liệu bên trong. Đường An nhận lấy rồi đứng dậy nói, cậu Ngô, tôi còn có việc, chúng ta liên lạc sau nhé. Đường An đứng dậy ra về, Ngô Bình tiễn ra tận cửa. Bên ngoài có một chiếc Bugatti đen đỏ, chắc là mẫu mới của năm nay. Đường An bước lên một chiếc xe rồi phóng đi, Ngô Bình lái xe vào sân, Phùng Trương hào hứng chạy ra rồi hô lên, Bugatti.
Oách quá. Ngô Bình ném chìa khóa xe cho cậu ấy, sau đó kéo Đường Băng Vân vào phòng sách. Thấy Ngô Bình có vẻ nghiêm túc, Đường Băng Vân hỏi, sao thế? Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi nói, Đường An có đáng tin không? Đường Băng Vân đáp, đương nhiên đáng tin rồi, nhưng mọi người hợp tác cũng vì lợi ích của nhau. Ngô Bình, nếu Đường An mới là hung thủ thì sao? Nhớ anh ta đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Đường Băng Vân cười khổ, khả năng này rất thấp, nhưng cũng không phải không có. Ngô Bình, vì thế, thời gian này cô phải nắm quyền chủ động, nếu để bị dắt mũi thì dễ rơi vào bẫy của người ta lắm. Đường Băng Vân bắt đầu thấy hoang mang, từ lúc cô ấy liên hệ với Đường An đến giờ, cô ấy luôn ở thế bị động. Đều là Đường An lên kế hoạch rồi điều tra manh mối và chỉ huy. Đường Băng Vân thở dài nói, thế giờ tôi phải làm sao? Tách ra, không hợp tác với anh ấy nữa à? Ngô Bình, không phải thế, chỉ cần chúng ta nắm quyền chủ động, thì dù anh ta có muốn tính kế cũng không được. Đường Băng Vân sáng mắt lên, anh có kế hoạch gì à? Ngô Bình, anh ta bảo tôi tiếp cận Đường Thiên Hạc đúng không? Tôi sẽ làm, nhưng tôi không lấy lòng ông ta đâu, mà sẽ làm sư phụ ông ta. Đường Băng Vân ngẩn ra, cái gì? Anh sẽ làm sư phụ của ông ba ư? Ngô Bình nói, đúng, hơn nữa tôi sẽ khiến ông ta cam tâm tình nguyện làm học trò của tôi, cô tin không? Đường Băng Vân cả kinh nói, anh, định làm thế nào? Ngô Bình nói, cứ bình tĩnh, vài hôm nữa đến buổi tiệc rồi còn gì? Rồi cô sẽ biết thôi. Đường Băng Vân gật đầu, ừm. Ngô Bình cười nói, Băng Vân, khi ấy tôi sẽ tham dự với thân phận là chồng sắp cưới của cô, nhưng chúng ta xa cách kiểu này thì sao được? Nào, vào đây cho tôi ôm một cái, chúng ta bồi đắp tình cảm. Biến, Đường Băng Vân đẩy Ngô Bình ra, rồi chạy ra thật xa. Ngô Bình cười khà khà, đùa thôi mà, làm gì mà giữ thế? Đường Băng Vân lườm anh định sàm sỡ tôi chắc, dứt lời, cô ấy đứng dậy, hình như còn bận việc gì đó. Đường Băng Vân đi rồi, Ngô Bình lại rơi vào trầm tư. Anh tham gia vào vụ này vừa có lợi, vừa có hại. Nếu chuyện thành công, anh sẽ công lớn với Đường Môn, còn nếu thất bại thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã hút hết hộp thuốc lá. Sau đó dập đầu thuốc rồi gọi Lạc Mộng Trần đang ở bếp vào, Mộng Trần, hôm nay tôi sẽ giúp cô đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Tu vi của Lạc Mộng Trần chỉ còn một cách cảnh giới tiên thiên một bước nữa, giờ có Long Hổ luyện hình đan rồi, kết hợp với bài luyện thể của Ngô Bình thì cô ấy sẽ đột phá dễ dàng. Lạc Mộng Trần mừng rỡ rồi gật đầu thật mạnh. Hai người đi vào phòng Lạc Mộng Trần, Ngô Bình bảo cô ấy uống đan dược, chờ thuốc ngấm rồi, anh dùng chân khí màu tím đả thông kinh mạch cho cô ấy. Đây là một quá trình rất tốn sức, hai tiếng sau, Ngô Bình đã đầm đìa mồ hôi, toàn thân nóng ran. Lúc này, Lạc Mộng Trần chợt thấy có một luồng sức mạnh lan ra khắp người mình, cô ấy bao đan rồi. Ngô Bình cười nói, cảm nhận đi, nói rồi, anh rời khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa lại. Lạc Mộng Trần đã đột phá, việc còn lại là cảm nhận sự thay đổi của bản thân, vậy nên không cần anh chỉ dẫn nữa. Ngô Bình đi tắm rồi nằm bất động trên giường, một lát sau đã ngủ say. Không biết bao lâu sau, anh chợt mở mắt, cảm thấy có một cơ thể mềm mại bên cạnh, anh lập tức ôm chặt vào lòng, không cần nhìn anh cũng biết đây là cơ thể phụ nữ, nội tâm bắt đầu nhộn nhạo. Anh Ngô Bình, là giọng nói của Lạc Mộng Trần. Ngô Bình quay lại, dù phòng tối đen, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ cô ấy. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi trời tờ mờ sáng, Lạc Mộng Trần mới lặng lẽ rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mới sáng sớm, Trương Lệ đã gọi Ngô Bình đi chuyển sang nhà mới, hôm qua họ đã chuyển hết đồ đạc đi rồi, nay sang ở là xong. Nhà mới của họ hơn 1.000 mét vuông, ngoài ra còn có sân nên rất rộng rãi. Ngô Bình chuyển đi thì Lạc Mộng Trần và Chu Nhược Tuyết cũng đi theo. Đồ của hai cô gái rất nhiều, gần chất kín cả sân. Ông bà ngoại Ngô Bình đã nhiều tuổi nên sống ở tầng 1, tiện thể nuôi gà trong sân. Hoàng Tử Cường và Cương Tử cũng có phòng ở dưới tầng này luôn. Trương Lệ và Ngô Mi ở trên tầng 2, tầng này có phòng sách và phòng tập thể hình. Tầng 3 là của Chu Nhược Tuyết, Lạc Mộng Trần và Ngô Bình, ngoài ra còn có vài phòng riêng. Ngô Bình đã thiết kế riêng để đựng đồ và két sắt. Sân thượng thiết kế theo kiểu hoa viên và có bể bơi, khi trời đẹp, có thể tổ chức vui chơi ở đó. Ngoài ra còn có thang máy lên đi lại rất tiện. Tin Ngô Bình chuyển nhà lan đi rất nhanh, nhiều bà con hàng xóm tới chúc mừng, không ít người còn mang quà tới. Đến Mễ Kiến cũng tới góp vui.
Ngô Bình Bần tiếp khách nên dặn nhà bếp chuẩn bị cỗ để mời khách. Không lâu sau, bỗng có ai hát hò, đã thế còn hát bài bi lụy khóc lóc, khiến người nghe bực mình. Hoàng tử Cường nổi giận rồi đi ra cổng nói, này, hát bài nào vui cái coi. Xong, người kia coi như không nghe thấy, càng hát to hơn, Hoàng tử Cường cười lạnh, không tìm được niềm vui hả. Nhưng tới nhầm chỗ rồi. Anh ta giơ tay ra đẩy người đó, nào ngờ mình lại ngã trước, sau đó sủi bọt mép rồi co giật. Cường tử ở gần đó giật mình rồi vội gọi Ngô Bình, cậu chủ, mau ra cứu anh Cường. Ngô Bình đi ra thì sầm mặt, anh nhìn người đang hát rồi nói, dám giở trò với tôi à, đến nhầm nơi rồi đấy. Dứt lời anh tung một chưởng vào lưng Hoàng tử Cường, anh ta lập tức tỉnh táo lại, không còn sùi bọt mép nữa. Hoàng tử Cường ngồi dậy rồi ngạc nhiên hỏi, cậu chủ, tôi bị làm sao thế? Chương 407, chuyện quá khứ của Lạc Trường Sinh. Người hát hí là một người đàn ông ngoài 50, mặc phục trang đỏ, mặt chát phấn, phấn mắt màu xanh. Giọng nói người này chát chúa như tiếng kim loại va chạm vậy. Lúc này, người nọ chợt bật cười, vừa nhìn chằm chằm Ngô Bình vừa hỏi, sao nào, cậu có phá được không? Ngô Bình cười khẩy, huyễn âm thuật còn con, phá dễ thôi. Anh phát ra sức mạnh cuồn cuộn, một tiếng ha cực lớn vang lên, sau đó một làn sóng xung kích đập mạnh vào người hát hí. Bụng của người nọ lập tức phồng lên, mắt trợn to, hệt như con cóc vậy, làn da đỏ như máu, cổ họng không ngừng phát ra mấy tiếng a a kỳ quái. Ngô Bình đanh mặt hỏi, huyễn âm thuật của ông không hề đúng chuẩn, vậy mà cũng dám thể hiện. Đôi mắt người hát hí bắt đầu chảy máu, sau đó cả tai và mũi cũng có máu ứa ra. Người nọ quỳ sụp xuống sàn, vẻ mặt sợ hãi vô cùng, không thể nào. Huyễn âm thuật của tôi là bí truyền, sao cậu có thể phá giải chứ? Ngô Bình đáp, trả lời tôi trước, ông là ai, sao lại chạy đến trước nhà tôi giở trò, ai sai khiến ông? Người hát hí cười khổ, nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ phải chết. Cậu đừng hỏi nữa, tôi sẽ không nói gì hết. Ngô Bình giật mình, lập tức vươn tay ra, gõ ba ngón tay lên người ông ta. Người hát hí lập tức cứng người, nở một nụ cười quái dị, vô ích thôi. Tôi đã uống thuốc độc, thần tiên cũng khó cứu. Anh cười khẩy, độc, tôi không cho ông chết. Ông sẽ không thể chết. Ngô Bình lấy kim châm ra, cắm liên tục 36 châm lên người ông ta bằng thủ pháp cực nhanh. Châm này tên là Đại Hạn Tiềm Năng Châm, có thể kích phát toàn bộ tiềm năng sinh mệnh của một người. Dù ông ta có trúng độc cũng sẽ chống đỡ được một thời gian, không mất mạng ngay lập tức. Sau khi được châm, người hát hí cảm thấy có một nguồn sức mạnh điên cuồng trong người. Ông ta chưa từng cảm thấy mình mạnh như hôm nay. Đáng buồn thay, cái chết của ông ta đã đến rất gần. Ngô Bình bôi bột thuốc vào mũi ông ta, dùng chú để khống chế thần trí của đối phương. Một lát sau, người nọ đã bắt đầu mơ màng, bị anh thôi miên hoàn toàn. Ông tên gì, ai cử ông đến, Ngô Bình hỏi lại. Người hát hí nói, tôi là Văn Sửu, đến đây dò la cậu theo lệnh của chủ. Ngô Bình biết Văn Sửu không phải là tên thật mà chỉ là biệt hiệu. Đây là một loại của sửu vai hề của hí kịch, sửu chia thành Văn Sửu và Võ Sửu. Anh hỏi tiếp, chủ của ông là ai? Chủ của tôi không phải người phàm, Văn Sửu ngước nhìn Ngô Bình một lái, đồng tử bắt đầu nở to. Ngay giây tiếp theo, ông ta đã ngã ầm xuống sàn rồi chết. Độc rất mạnh, Ngô Bình cau mày. Anh còn nghĩ ông ta sẽ gượng được vài phút, không ngờ chỉ mới nửa phút đã chết rồi. Ngay chuyển nhà mà có người chết ngay trước cửa là chuyện rất xui xẻo. Ngô Bình cảm thấy khó chịu, lập tức gọi người đến xử lý thi thể. Hàng xóm đứng hóng chuyện từ xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết người hát hí nọ đã chết. Chẳng bao lâu sau, họ đã ồn ào trở lại, uống trà, tán gẫu, cắn hạt dưa. Hoàng tử Cường vẫn còn sợ hãi. Đứng cạnh Ngô Bình, anh ta thì thào hỏi, cậu chủ à, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao tự nhiên tôi lại ngã quỵ? Ngô Bình giải thích, người nọ biết âm thuật, lợi dụng thanh âm để hại người. Anh chưa từng nhìn thấy nên mới dễ trúng chiêu. Hoàng tử Cường rất kinh ngạc, thanh âm có thể hại người ư? Ngô Bình đáp, tất nhiên, ban nãy công lực ông ta mà đủ mạnh thì anh đã mất mạng rồi. Trán Hoàng tử Cường ướt đẫm mồ hôi, cậu chủ à, cậu tranh thủ dạy âm thuật cho tôi nhé, trò này đáng sợ quá. Ngô Bình cười bảo, không vội, chờ anh thăng cấp thành tiên thiên rồi tôi dạy anh cũng không muộn. Âm thuật chỉ có thể luyện sau trúc cơ thôi. Hoàng tử Cường gật đầu rồi quay lại đón khách. Không bao lâu sau, buổi tiệc đã bắt đầu, Ngô Bình kính rượu từng người hàng xóm. Ông này rồi chú nọ, hầu hết người dự tiệc đều là trưởng bối của Ngô Bình.
đi hết một vòng, anh đã uống ít nhất một cân rượu. Buổi tiệc kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc, hàng xóm láng giềng đều đã về nhà. Đám người Cương Tử bắt đầu thu dọn bàn ghế, bát đĩa, quét tước lau chùi. Ngô Bình bụng đầy tâm sự, nghĩ một hồi, anh lên tầng thượng. Lạc Trường Sinh đang ở đó uống trà. Ông ta đã đến từ lâu, vì không thích gặp người lạ nên mới trốn lên đây. Ngồi đối diện Lạc Trường Sinh, anh nói, ông Lạc, người vừa nãy nói rằng chủ của ông ta không phải người phàm, thế nghĩa là sao? Lạc Trường Sinh đáp, không phải người phàm, thế là người của địa tiên giới. Ngô Bình chấn động, người của địa tiên giới. Chứ sao, Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng nói, tu vi của cậu càng cao, tài nguyên nắm trong tay càng nhiều, thì sẽ dễ bị họ chú ý. Đám người đó kinh tởm lắm. Ngô Bình hỏi, ông từng có qua lại với người của địa tiên giới à? Lạc Trường Sinh hừ giọng, chứ cậu nghĩ tại sao năm xưa tôi lại chạy đến Đông Doanh? Vì bị bọn họ ép đấy. Ngô Bình thích thú hỏi, ra là ông bị họ ép buộc. Chuyện là thế nào vậy? Kể cho tôi nghe với. Lạc Trường Sinh có vẻ không muốn đề cập chuyện này, có điều Ngô Bình đang là cấp trên của ông ta. Im lặng một hồi, ông ta mới kể lại ngọn ngành chuyện năm xưa. Khi ấy, Lạc Trường Sinh đã sở hữu tu vi ở đỉnh cao nhân tiên, có địa vị rất cao trong giang hồ, là bạn của hoàng đế thời đó. Nhờ vậy, ông ta nắm được của cải hàng nghìn tỷ, oai phong vô cùng. Lúc này, có một người tự xưng là Nghiêm Công Tử đến tìm Lạc Trường Sinh, ngỏ ý muốn hợp tác với ông ta. Hợp tác ở đây là Lạc Trường Sinh giúp Nghiêm Công Tử làm việc. Còn người này sẽ hồi đáp bằng cách cung cấp đan dược cho Lạc Trường Sinh, giúp ông ta tiến thêm một bước, trở thành địa tiên. Việc trở thành địa tiên có sức hấp dẫn rất lớn. Lạc Trường Sinh đồng ý ngay tắp lự, sau đó đã nhận được đan dược. Nhờ sự hỗ trợ của đan dược, ông ta đã thăng cấp thành địa tiên ít lâu sau đó. Thật ra Lạc Trường Sinh có tư chất rất tốt, dù không có đan dược thì sớm muộn gì cũng đột phá được thôi. Nhưng nếu có thể đột phá sớm thì chẳng ai muốn chờ cả. Nhưng ông ta tiếp xúc với Nghiêm Công Tử càng lâu thì lòng càng thấy bứt rứt. Lạc Trường Sinh dần biến thành con rối của đối phương, làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm, giết người phóng hỏa, diệt cả nhà người khác. Những hành động ấy đã khiến tiếng ác của Lạc Trường Sinh vang khắp giang hồ. Biết bao người căm hận ông ta đến thấu xương. Dần ra, ông ta đã biến thành đại ma đầu. Cuối cùng, có một ngày kia, Lạc Trường Sinh quyết định thoát khỏi sự kiểm soát của Nghiêm Công Tử, từ chối làm theo mệnh lệnh của đối phương. Nghiêm Công Tử nổi trận lôi đình, bắt đầu ra tay với người nhà và bạn bè Lạc Trường Sinh, không ngừng có người bị thương, thậm chí mất mạng. Trong cơn thịnh nộ, Lạc Trường Sinh đã đánh Nghiêm Công Tử bị trọng thương. Sau đó, Lạc Trường Sinh đã dẫn người nhà chạy trốn, trên đường đi lại bị cao thủ truy sát, cả nhà đều bị giết, chỉ có mình ông ta may mắn nhảy xuống biển. Lạc Trường Sinh đã được một chiếc thuyền đánh cá cứu mạng. Sau khi khỏe lại, biết Viêm Long không còn chỗ dung thân cho mình nữa, Lạc Trường Sinh dứt khoát chạy đến Đông Doanh, thành ra lập nghiệp ở đó. Nghe xong câu chuyện của Lạc Trường Sinh, Ngô Bình rất đỗi ngạc nhiên, người của địa tiên giới hung hãn như thế sao? Lạc Trường Sinh thở dài, bọn họ ngạo mạn vô cùng. Trong mắt họ, chúng ta chỉ là người phàm thôi. Ngô Bình nghiêm mặt hỏi, ông Lạc này, chủ của tên văn sử kia có khi nào là người của địa tiên giới không? Chương 408, người bảo vệ. Lạc Trường Sinh nói, tóm lại, cậu quá ưu tú, trẻ như thế mà đã là đại tông sư tiên thiên, còn tinh thông y thuật, kết giao với nhiều nhân vật lớn. Họ tìm đến cậu cũng không lạ, văn sử này được phái đến chỉ đến dò la cậu thôi. Bọn họ muốn nắm rõ hết về cậu. Ngô Bình thấy lòng nặng trĩu, đám người địa tiên giới này tìm đến cậu, chắc hẳn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Anh hỏi, ông từng đến địa tiên giới chưa? Lạc Trường Sinh lặng im hồi lâu mới đáp, vài lần, vị Nghiêm Công Tử kia dẫn tôi đi. Mắt sáng rực lên, Ngô Bình vội hỏi, địa tiên giới trông như thế nào? Thật ra đó là một không gian gấp, ở đó không khác gì bên ngoài, chỉ có thêm linh lực dồi dào để các địa tiên tu hành. Lạc Trường Sinh đáp, diện tích của địa tiên giới rất rộng, rộng hơn thế giới bên ngoài nhiều. Ngô Bình hỏi, địa tiên giới đã rộng lớn đến vậy? Sao còn muốn kiểm soát bên ngoài chứ? Lạc Trường Sinh trả lời, địa tiên giới có mạnh đến mấy thì gốc rễ của nó vẫn ở phàm trần. Nhân tài mà họ cần đến từ trần gian, mà ở cõi trần có rất nhiều di tích thượng cổ. Nói trắng ra, mục đích của họ là kiểm soát nguồn tài nguyên của trần gian. Ông ta nói tiếp, thật ra cậu không cần lo quá. Chỉ cần cậu không chấp nhận điều kiện của họ thì tình hình sẽ không quá tệ. Không chấp nhận điều kiện của họ. Ngô Bình nhìn ông ta có ổn không?
Chắc là được, họ sẽ dùng mấy thứ như đan dược như một con bài để thuyết phục cậu đồng ý. Chỉ cần cậu kiên quyết từ chối, tôi nghĩ họ sẽ không làm phiền đâu, Lạc Trường Sinh giải thích. Ngô Bình hỏi, nghe ông nói, có vẻ như địa tiên giới thường dùng đan dược để kiểm soát kẻ dưới. Lạc Trường Sinh đáp, đan dược chỉ là một loại, họ còn dùng cả công pháp, bí thuật, thậm chí là cơ hội vào địa tiên giới, để người ta bằng lòng làm con rối của họ. Ngô Bình hỏi tiếp, nếu tôi từ chối, họ có giết người diệt khẩu không? Lạc Trường Sinh lắc đầu, không đâu, người của địa tiên giới không thể trực tiếp tham gia vào những việc ở trần gian, nếu không sẽ bị phạt nặng. Dù họ muốn gây bất lợi cho cậu thì cũng chỉ có thể dùng đến thuộc hạ ở trần gian, tuyệt đối sẽ không lộ diện. Ngô Bình chớp mắt, cuối cùng thì đều là người của phàm trần chiến đấu với nhau. Lạc Trường Sinh đáp phải, những người đã giết cả nhà tôi, không một ai thuộc địa tiên giới cả. Họ đều là giới tu chân ở trần gian, tôi nhớ rõ tên của bọn họ, rồi sẽ có một ngày tôi tìm họ trả thù. Ngô Bình nói, đến hôm nay, e là tu vi của họ vẫn cao hơn ông. Lạc Trường Sinh nghiến răng, chỉ cần tôi không chết, thù này tất báo. Ngô Bình khuyên giải, ông hãy tu luyện công pháp thật tốt. Chuyện ông vượt qua họ chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Trường Sinh trả lời, mong vậy, cậu không cần lo lắng về địa tiên giới. Tiền đồ của cậu rất sáng lạn, mấy năm nữa thôi là đứng trên bọn họ rồi. Ngô Bình cười bảo, hình như ông rất có lòng tin ở tôi. Lạc Trường Sinh cười ha ha, tôi biết xem tướng mệnh đấy. Lần đầu gặp cậu đã biết cậu rất phi thường, tiếc là kiến thức nông cạn, không thể nhìn xa hơn. Lúc này, Lạc Mộng Trần đi đến và rót trà cho họ. Lạc Trường Sinh nhìn cháu cố, đột nhiên bật cười, cậu đã ngủ với Mộng Trần chưa? Suýt nữa Ngô Bình đã phun hết trà trong miệng ra, anh bị sặc, ho mấy cái mới đáp, ông có thể đứng đắn một tí không? Lạc Trường Sinh bỗng nghiêm mặt nói đến chính sự. Tôi đã quyết định sẽ từ từ chuyển tài nguyên của tập đoàn Sanio đến nước Viêm Long. Ngô Bình tò mò hỏi, sao lại chuyển tài sản đến Viêm Long? Lạc Trường Sinh đáp nhẹ, vì cậu. Tôi ư, Ngô Bình rất bất ngờ. Lạc Trường Sinh gật đầu, trước khi gặp cậu, tôi gần như đã tuyệt vọng, không còn nhìn thấy tương lai nữa. Nhưng từ khi quen biết cậu, tôi ngày một tốt hơn, tu vi hồi phục, chuyện ở Đông Doanh cũng dần được giải quyết. Ngay cả Mộng Trần cũng được cậu giúp đỡ. Thăng thành thiên thiên. Thế nên tôi mong mình có thể trở thành người bảo vệ của cậu, giúp đỡ cậu dựng nên nghiệp lớn. Người bảo vệ, Ngô Bình nhìn ông ta với vẻ kinh ngạc. Lạc Mộng Trần tò mò hỏi, người bảo vệ nghĩa là gì vậy ông? Lạc Trường Sinh đáp, trên thế giới này, cứ cách 100 năm hoặc vài trăm năm sẽ sinh ra một thiên tài xuất sắc, nếu có thể thuận lợi trưởng thành thì chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vang danh thiên hạ. Một khi người như vậy xuất hiện, sẽ có một nhóm người sẵn sàng đi theo, tôn người này làm chủ và phò tá người này trưởng thành, dù chết cũng không hối hận. Nghe giải thích xong, Lạc Mộng Trần rất đỗi ngạc nhiên, ông muốn phò tá anh Ngô Bình ạ. Nên biết rằng Lạc Trường Sinh là địa tiên có lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm, không dễ dàng thần phục kẻ khác. Nếu không thì năm xưa Lạc Trường Sinh đã chẳng bất hòa với Nghiêm công tử. Lạc Trường Sinh nói, đúng thế, Mộng Trần, ít lâu sau, cháu sẽ biết sự lựa chọn của ông là hoàn toàn chính xác. Dứt lời, ông ta đứng dậy, đột ngột quỳ trước mặt Ngô Bình và cung kính nói, Lạc Trường Sinh kính chào cậu chủ. Từ nay về sau, Lạc Trường Sinh bằng lòng làm người bảo vệ của cậu, nguyện làm trâu làm ngựa, chết không hối tiếc. Ngô Bình không ngăn cản, nhận cái cúi chào này của ông ta rồi mới đỡ đối phương dậy, nghiêm túc nói cảm ơn ông đã xem trọng tôi. Tôi chấp nhận sự bảo vệ của ông. Lạc Trường Sinh cười nói, cậu chủ à, thật ra tôi đang đánh cược cho tương lai. Ngô Bình hiểu ý Lạc Trường Sinh, ông ta trở thành người bảo vệ của anh, một khi anh trưởng thành sẽ có năng lực lớn mạnh và nguồn tài nguyên vô biên. Đến khi ấy, tất nhiên anh sẽ không quên người bảo vệ là Lạc Trường Sinh. Cách làm của ông ta cũng giống như đầu tư mạo hiểm vậy, đầu tư nguồn lực ở giai đoạn đầu và thu hoạch tài nguyên ở giai đoạn sau. Được, ông Lạc, ông chắc chắn sẽ không thất vọng. Lạc Mộng Trần lý nhí hỏi, ông ơi, vậy sau này cháu có cần gọi anh Ngô Bình là cậu chủ không ạ? Cô ta nghĩ rằng Ngô Bình đã là cậu chủ của ông cố thì dĩ nhiên cũng là cậu chủ của mình. Ngô Bình cười đáp, Mộng Trần, cô là người phụ nữ của tôi, không cần gọi tôi là cậu chủ. Câu người phụ nữ của tôi khiến Lạc Mộng Trần cảm thấy rất yên lòng. Cô ta khẽ gật đầu, gương mặt ánh vẻ mừng vui. Lạc Trường Sinh cười ha ha, cậu chủ, mong cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tài nguyên của tập đoàn Sanio sẽ không ngừng được chuyển đến Viêm Long, tạm thời đứng tên Mộng Trần.
Ngô Bình hiểu biết không nhiều về tình hình tập đoàn Sanio, bèn hỏi, ông Lạc à, lĩnh vực chính của tập đoàn Sanio là gì? Lạc Trường Sinh đáp, sản xuất ô tô, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, và các lĩnh vực kinh doanh lặt vặt khác. Nhắc đến sản xuất ô tô, Ngô Bình mới nói, sản xuất ô tô khá tốt đấy, nhưng lĩnh vực này ở Viêm Long còn hơi yếu, chúng ta có nhiều đất dụng võ. Lạc Trường Sinh nói, cậu chủ thích ô tô à, cái này dễ thôi, chúng ta có thể mua lại mảng kinh doanh ô tô của Sanio. Ngô Bình cười hỏi, chúng ta có thể mua lại mảng ô tô của Sanio ư? Liệu người đông doanh có phản đối không? Lạc Trường Sinh nói, thế thì phải xem chúng ta thực hiện thế nào. Thực hiện đúng cách thì chuyện này không thành vấn đề. Ngô Bình rất vui, được, khi rảnh, chúng ta sẽ bàn kỹ về chuyện này hơn. Lạc Trường Sinh lên tiếng, cậu chủ, tôi còn một đề nghị. Ngô Bình đáp, nói đi. Lạc Trường Sinh nói, cậu chủ nên đào tạo một nhóm cao thủ thân tín. Người như Hoàng Tử Cường có tư chất quá kém, khó lòng trọng dụng. Cậu nên tìm một nhóm thiên tài, âm thầm bồi dưỡng họ để gây dựng thế lực. Ngô Bình gật đầu, thấy Lạc Trường Sinh nói rất có lý, bèn bảo tôi sẽ cân nhắc. Trò chuyện được một lúc thì trời đã gần tối. Ngô Bình đang định tối nay uống mấy ly với Lạc Trường Sinh thì Bạch Băng bỗng nhiên gọi đến. Ngô Bình, tối nay em có rảnh không? Ngô Bình đáp, rảnh chứ. Bạch Băng nói, được, chị chờ em ở quán cà phê Khinh Ngữ. Không gặp không về nhé. Chương 409, kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Quán cà phê Khinh Ngữ khá nhỏ. Thật ra Ngô Bình không thích mấy quán như vậy cho lắm. Nhưng người đẹp đã hẹn ở đó, anh cũng đành miễn cưỡng đồng ý thôi. Quán ở khá gần đây, cách chừng 3, 4 cây số, nên anh lái xe điện. Khi anh đến quán cà phê, Bạch Băng đã có mặt từ sớm, đang ngồi ngẩn ngơ ở đó. Chị đến sớm thế, anh cười hỏi. Bạch Băng đáp, có chuyện nhờ em giúp, dĩ nhiên là chị không thể đến muộn rồi. Em muốn ăn gì cứ việc gọi. Ngô Bình nói, gì cũng được, chị ăn gì thì em ăn đó. Bạch Băng gọi phục vụ đến và gọi vài món đặc sắc của quán. Hai người vừa uống cà phê vừa tán gẫu. Ngô Bình này, lần trước chị bảo là sẽ đi dự đám cưới của bạn trai cũ, chắc là em thấy lạ lắm, cô ấy cất lời. Ngô Bình gật đầu, phải. Thường thì ít ai dự đám cưới của người yêu cũ, khi gặp nhau rất dễ ngượng ngùng. Bạch Băng nói, chị đến dự vì muốn xem hạng cặn bã ấy có gặp quả báo hay không. Ngô Bình rất bất ngờ. Hình như Bạch Băng căm hận bạn trai cũ lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không cần anh hỏi, Bạch Băng đã kể lại mọi chuyện. Khi đang học năm thứ 3 đại học, Bạch Băng đã quen được một đàn em rất điển trai ở hội đồng hương. Gã tên là Mã Tuấn Kiệt, Bạch Băng là nữ thần của nam sinh cả trường. Mã Tuấn Kiệt đã nhân cơ hội này theo đuổi cô ấy. Có rất nhiều người theo đuổi Bạch Băng, trong đó có không ít chàng trai ưu tú. Mã Tuấn Kiệt không nổi bật trong số đó, song gã rất kiên nhẫn, theo đuổi từ năm 3 đến năm 4. Vào học kỳ 2 của năm 4, cuối cùng gã cũng làm Bạch Băng cảm động và chấp nhận. Cả hai đã trở thành người yêu. Trước khi chấp nhận Mã Tuấn Kiệt, Bạch Băng luôn tỏ ra rất lạnh nhạt và luôn từ chối. Nhưng một khi chấp nhận rồi thì cô ấy vô cùng ân cần quan tâm gã. Lúc sắp tốt nghiệp, Mã Tuấn Kiệt bảo là muốn mở một cửa tiệm nhỏ, như vậy hai người sẽ không cần xa nhau, gã còn có thể kiếm được bộn tiền, sau đó rước bố mẹ của cả hai đến ở chung. Bạch Băng bị gạt bởi những lời đường mật ấy, bèn đưa hết tiền tiết kiệm cho Mã Tuấn Kiệt mở tiệm. Nhưng chưa đầy một tháng, Mã Tuấn Kiệt lại nói rằng mặt tiền cửa tiệm này làm ăn rất tốt, muốn mở rộng mặt tiền. Bạch Băng vẫn không hề chần chừ, mượn 200.000 từ bố mẹ để đưa cho gã. Không lâu sau đó, Bạch Băng tốt nghiệp và đi làm. Cuối cùng Mã Tuấn Kiệt cũng đưa cô ấy đến mặt tiền cửa tiệm. Cửa tiệm được thiết kế sang trọng, có cả người chuyên phát sóng trực tiếp để quảng cáo hàng. Mỗi ngày cửa tiệm đều nhận được một lượng lớn đơn hàng qua mạng, thu nhập rất cao. Lúc này Mã Tuấn Kiệt mới thừa cơ bảo rằng, vốn chủ sở hữu của cửa tiệm đã bị người khác nắm giữ một phần. Gã muốn mua số vốn chủ sở hữu này cho Bạch Băng, còn bảo cổ tức hàng năm của số vốn này lên đến hơn 500.000. Bạch Băng vẫn tin gã, xin bố mẹ thế chấp nhà cho ngân hàng, vay 1,2 triệu rồi đưa tiền cho Mã Tuấn Kiệt. Nhưng Mã Tuấn Kiệt vừa lấy được tiền đã biến mất dạng, gọi điện không được, nhắn tin cũng không trả lời. Mới đầu, Bạch Băng còn tưởng gã xảy ra bất trắc, bèn đi tìm bạn bè khắp nơi để nhờ vả, nghe ngóng tin tức của gã. Nghe ngóng xong, cô ấy lập tức tuyệt vọng vô cùng. Mã Tuấn Kiệt không hề mở cửa tiệm gì cả. Cửa tiệm mà cô ấy đi xem trước đó là của đồng hương Mã Tuấn Kiệt,
chẳng dính dáng gì đến gã. Chuyện khiến Bạch Băng đau lòng hơn chính là Mã Tuấn Kiệt không chỉ có một cô bạn gái. Tính thêm Bạch Băng thì gã có đến 7 người bạn gái, tất cả đều bị gã lừa tiền. Mã Tuấn Kiệt là một tay lừa đảo từ đầu đến cuối. Với khoản tiền tổng cộng là 1,5 triệu, Bạch Băng chịu tổn thất nặng nề. Sau khi người nhà biết chuyện, bố cô ấy không chịu được đả kích, lên cơn đau tim rồi qua đời. Mẹ Bạch Băng cũng vì vậy mà chịu đả kích, gần như ngã quỵ. May mà có họ hàng giúp đỡ, cô ấy mới gắng gượng trả được khoản vay ngân hàng. Nhưng cũng vì vậy mà Bạch Băng còn nợ nước ngoài một khoản lớn, đến nay vẫn còn hơn 800.000 chưa trả xong. Tên Mã Tuấn Kiệt này không chỉ lừa gạt tình cảm của Bạch Băng mà còn hại cô ấy tan nhà nát cửa. Bạch Băng cực kỳ căm ghét tên khốn nạn này. Nghe kể xong, Ngô Bình lắc đầu, lúc ấy chị ngốc thật đấy. Đôi mắt Bạch Băng ngấn nước, chị nhận, chị bị gã lừa gạt, ai bảo chị không có mắt nhìn người. Nhưng bố mẹ chị có tội tình gì chứ? Sao họ phải cùng chị gánh chịu quả đắng này? Chị cảm thấy rất có lỗi với bố, chị đã hại chết ông ấy. Nói đến đây, cô ấy không kìm được nỗi đau đớn, gục xuống bàn mà khóc nức nở. Ngô Bình khẽ thở dài, anh đi đến ngồi bên cạnh Bạch Băng, khẽ vỗ vai cô ấy, đừng khóc nữa. Ác giả ác báo, tên Mã Tuấn Kiệt này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bạch Băng ngẩng lên nói, Ngô Bình, chị muốn trả thù. Chị muốn gã phải trả giá. Ngô Bình nhìn cô ấy, chẳng phải chị nói Mã Tuấn Kiệt biến mất à? Sao tự dưng chị tìm được gã vậy? Bạch Băng lau nước mắt, trả lời, có lẽ do ý trời. Tuần trước chị gặp một người bạn cũ, lúc cô ấy đang lướt xem điện thoại thì lướt đến Mã Tuấn Kiệt. Tuy gã đã đổi tên nhưng chị vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nào ngờ tên cặn bã này sắp kết hôn, vị hôn thê còn là thiên kim nhà giàu của Hải Thành. Ngô Bình lắc đầu, tên này đúng là giỏi thật. Xem ra gã không đơn giản. Chắc chắn là phường lừa đảo chuyên nghiệp. Bạch Băng ngây ra, lừa đảo chuyên nghiệp. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Người như gã chắc chắn có thầy dạy. Chị yên tâm, chuyện này để em lo. Nghe được câu này, Bạch Băng lập tức thở phào. Cô ấy tin Ngô Bình sẽ không lừa mình. Lúc này, đồ ăn được mang lên. Bạch Băng không muốn ăn, cứ ngồi đó nhìn Ngô Bình ăn thôi. Anh ăn rất ngon lành, tốc độ ăn cũng nhanh. Cô ấy nhìn một hồi thì bật cười. Ngô Bình hỏi, chị cười em à? Bạch Băng nói, nhìn em ăn thấy thích thật. Sau này em thử phát sóng ăn uống xem sao. Ngô Bình đáp, cái đó thì thôi. Nhưng chị thích nhìn em thì cứ nhìn đi nhé. Nhoáng một cái, anh đã ăn xong, cà phê của Bạch Băng mới vơi phân nửa. Sau khi lau miệng, anh hỏi, đám cưới của gã đó tổ chức vào hôm nào thế? Bạch Băng đáp, thứ ba tuần sau, ở khách sạn Vạn Long của Hải Thành, nghe bảo nhà gái đã bao trọn khách sạn. Ngô Bình cười nói, được, giờ chúng ta bàn xem, chị muốn trả thù như thế nào. Bạch Băng lắc đầu, chị chưa biết, nên mới nhờ em đề xuất. Ngô Bình cười bảo, chị tìm em là đúng rồi. Đối phó hạng lừa đảo chuyên nghiệp này thì mình phải dùng cách chuyên nghiệp. Nếu chị lỗ mãng xông vào đám cưới và bảo Mã Tuấn Kiệt là tên lừa đảo, thì 100% sẽ bị bảo vệ ném ra ngoài. Làm vậy không chỉ không trả được thù mà còn bị tẩn một trận, làm trò cười cho người khác. Bạch Băng hỏi, vậy chị phải làm sao? Biết người biết ta, 100 trận 100 thắng, Ngô Bình cười bí ẩn, chuyện này cứ giao cho em. Thứ hai chúng ta sẽ đến Hải Thành, đến hôm thứ ba, em sẽ dành tặng một món quà bất ngờ cho Mã Tuấn Kiệt. Bạch Băng nói, nghe bảo bố vợ của gã có tiền có thế, có khi nào? Ngô Bình đáp nhẹ, đừng lo, mọi chuyện có em lo rồi. Trong tích tắc ấy, Bạch Băng có cảm giác an toàn vô cùng. Cô ấy khẽ gật đầu, cảm ơn em. Chương 410, đến huyện cái. Ngô Bình, không cần cảm ơn, chị là chị của em mà. Nhớ tới chuyện của Bạch Băng khi trước, Ngô Bình hỏi chị, bác gái sao rồi ạ? Bạch Băng lắc đầu, mẹ chị vẫn thế, giờ đang dưỡng bệnh ở nhà. Ngô Bình, em nhớ nhà chị ở huyện cái đúng không? Bạch Băng cười nói, em vẫn nhớ cơ à? Đúng đấy, huyện cái cách đây không xa, chỉ mất một tiếng đi đường thôi. Ngô Bình, thế thì gần. À mà bác gái đến viện khám chưa chị? Bạch Băng, mẹ chị khám ở mấy viện rồi, nhưng các bác sĩ đều bó tay cả, giờ thì nghỉ ngơi ở nhà thôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ, thế này đi, tối nay chúng ta về nhà chị, để em khám cho mẹ chị xem sao. Bấy giờ, Bạch Băng mới nhớ hình như Ngô Bình biết chữa bệnh, cô ấy gật đầu ngay, được, cảm ơn em nhiều. Uống cà phê xong, Bạch Băng dành thanh toán, sau đó cả hai chuẩn bị về huyện cái.
Vì thế Ngô Bình đã gọi Khương Tử lái chiếc Bugatti tới quán cà phê. Vài phút sau, một chiếc xe đen đỏ đầy mạnh mẽ đã đỗ trước cửa quán, tiếng động cơ rất lớn, làm mặt đất rung chuyển. Thấy chiếc xe đó, Bạch Băng ngạc nhiên hỏi, Ngô Bình, xe này của em à? Ngô Bình cười đáp, em được một người bạn tặng, chúng ta đi thôi. Khương Tử phi con xe điện về, còn Bạch Băng đưa Bạch Băng về huyện cái. Trong nội thành thì không thể đi nhanh được nên vừa lên đường cao tốc một cái, Ngô Bình đã nhấn ga lao vù đi, thậm chí còn tăng tốc lên 300 km/h. Vận tốc tối đa của xe này là 400 km/h, nhưng chất lượng đường cao tốc ở đây khá kém nên Ngô Bình không thể vít hết ga được, do đó anh chỉ giữ ở mức 300 thôi. Vì thế, Ngô Bình chỉ mất hơn 20 phút để đi hết quãng đường gần một tiếng. Anh giảm tốc độ, sau đó chậm rãi đi tới tiểu khu Phúc An mà nhà Bạch Băng sinh sống. Tiểu khu này đã khá lâu đời nên không có bãi đậu xe, Ngô Bình đành đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó rồi cùng Bạch Băng về nhà cô ấy. Khi hai người vừa đến cổng tiểu khu, một bác bảo vệ già đã cất tiếng chào, Bạch Băng, mới về à? Bạch Băng vội đáp, bác Chu, cháu mới về, bác vẫn khỏe chứ ạ? Ừ. Sau vài câu hỏi han, hai người đã đi đến một căn nhà. Bạch Băng lấy chìa khóa ra mở cửa, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng tivi, cô ấy gọi, mẹ ơi, con về rồi. Một người phụ nữ trung niên đi ra, bà ấy khoảng hơn 50 tuổi, Băng Băng về đấy hả con, đây là... Mẹ Bạch Băng có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Bình. Ngô Bình nói ngay, mẹ ơi, đây là Ngô Bình bạn của con. Ngô Bình chào hỏi, cháu chào bác, cháu là Ngô Bình bạn của Bạch Băng ạ. Mẹ Bạch Băng quan sát Ngô Bình một lượt, cảm thấy chàng trai này rất khỏe khoắn, tướng mạo cũng ưa nhìn thì mỉm cười nói, tiểu Bình hả, mau vào nhà ngồi đi cháu, để bác đi gọt ít hoa quả. Bác cứ kệ cháu ạ, Ngô Bình vội nói. Mẹ Bạch Băng đi rửa táo và nho rồi mang ra bàn. Sau đó mỉm cười hỏi, Tiểu Bình, cháu làm nghề gì? Rõ ràng mẹ Bạch Băng đã tưởng Ngô Bình là bạn trai của con gái mình, vì nếu không phải thì Bạch Băng dẫn anh về nhà làm gì? Bạch Băng nói, mẹ ơi, Ngô Bình biết y thuật nên con mời cậu ấy về khám bệnh cho mẹ. Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, Tiểu Bình biết chữa bệnh ư? Ngô Bình cười nói, bác ơi, cháu là bác sĩ, nếu tiện thì để cháu bắt mạch cho bác nhé ạ. Mẹ Bạch Băng vội giơ tay ra. Ngô Bình chẩn mạch một lát rồi quan sát bà ấy thêm vài phút rồi nói, bác không mắc bệnh gì nghiêm trọng đâu, do áp lực tâm lý quá lớn khiến tinh thần sa sút, tích tụ lâu ngày thì thành bệnh thôi. Nghe thấy thế, mẹ Bạch Băng cúi đầu xuống rồi thở dài một hơi, vậy thì cũng không phải là bệnh. Bạch Băng tỏ vẻ tự trách, là tại con, nhà mình còn nợ nần nhiều mà con. Mẹ Bạch Băng ôm chầm lấy con gái, Băng Băng, con đừng nói linh tinh, chuyện năm đó con không hề sai, là chúng ta gặp phải kẻ xấu. Bạch Băng ôm mẹ mình rồi rơi lệ, cảm giác áy náy cuộn dâng. Ngô Bình cười nói, bác ơi, tên lừa đảo đó đã bị bắt rồi, vài hôm nữa tiền mà hắn lừa mọi người sẽ được trả lại. Mẹ Bạch Băng càng thêm kinh ngạc, bắt được rồi ư. Ngô Bình gật đầu, cháu làm việc ở đội cảnh sát hình sự, thời gian qua cháu luôn theo sát vụ này. Mẹ Bạch Băng mừng rỡ, tốt quá rồi. Tiểu Bình, bác cảm ơn cháu, đây chính là tâm bệnh của bác, giờ là xong rồi, nói rồi. Người phụ nữ rơi lệ. Năm đó đã có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, chồng bà ấy mất, nhà thì nợ cả đống tiền, điều đó làm mẹ Bạch Băng luôn sống trong lo lắng thấp thỏm. Bà ấy không dám thể hiện ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến con gái, vì ngày ấy Bạch Băng đã chịu đả kích nặng nề, thậm chí còn có suy nghĩ tự tử. Ngô Bình cười nói, việc cháu nên làm thôi ạ, bác đừng cảm ơn làm gì. Cháu sẽ kê một toa thuốc, ngày mai bác hãy đi mua rồi uống 10 ngày liên tục, đảm bảo sẽ thấy khỏe hơn ạ. Mẹ Bạch Băng gật đầu, ừ, bác nhớ rồi. Bạch Băng vui mừng nói, bao giờ mẹ khỏe lại thì đến huyện Minh Dương ở với con nhé. Mẹ Bạch Băng giữ hai người ở lại ăn cơm, nhưng Bạch Băng và Ngô Bình đã ăn rồi nên không ăn thêm nữa. Xong, mẹ Bạch Băng vẫn rất nhiệt tình chạy vào bếp chuẩn bị cả đống đồ ăn, sau đó mời Ngô Bình thưởng thức. Ngô Bình bó tay nên đành ngồi nói chuyện với Bạch Băng trong lúc mẹ cô ấy nấu nướng. Chờ khi đồ ăn xong xuôi. Bạch Băng đã no nên chỉ chấm mút một chút. Ngô Bình thì vẫn ăn tiếp được, nên cứ thế đánh chén ngon lành. Thấy Ngô Bình ăn ngon, mẹ Bạch Băng rất vui. Đã lâu rồi trong nhà bà ấy không có bóng dáng đàn ông, hai mẹ con ăn như mèo như chứ không ăn to nói lớn như này. Mẹ Bạch Băng thầm nghĩ con gái mình nên tìm một cậu bạn trai như thế này mới tốt. Ăn uống xong, Ngô Bình lại uống trà rồi nói, bác ơi,
cháu để toa thuốc ở đây nhé, giờ cháu phải về rồi. Mẹ Bạch Băng cười nói, nay muộn rồi, hay mai cháu hãy về. Ngô Bình vội nói, thôi ạ, cháu ở lại không tiện. Không tiện cái gì, nhà bác có phòng trống mà, cháu ở đây là được. Mẹ Bạch Băng quyết giữ Ngô Bình, hết cách nên anh đành đồng ý. Vì có mẹ của Bạch Băng ở đây nên Ngô Bình ngại không dám chạy sang phòng Bạch Băng chơi, hơn 10 giờ tối thì anh về phòng nghỉ ngơi. Hai mẹ con Bạch Băng thì trò chuyện không ngớt đến tận đêm khuya. Ngô Bình ngồi thiền trong phòng, đến khi trời sáng, anh kéo rèm cửa sổ ra thì nhìn thấy biển hiệu mì thịt bò ở quán đối diện nhà, anh chợt nhớ tới có một người ở huyện cái đã sưu tầm được khá nhiều dược phách, sau đó phân vân không biết có nên tới chơi không. Nghĩ tới đây, Ngô Bình lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của Đồ Bảo Toàn. Điện thoại được kết nối nhanh chóng, một giọng nói sang sảng vang lên, alo, ai thế? Ngô Bình nói, Đồ Bảo Toàn, tôi là Ngô Bình, tôi đang ở huyện cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.